nấu bánh nấu họ gói rồi nấu bánh tét. À vậy là thưa sư. Dạ. Lâu giờ... lắm á, cũng phải là chắc cũng phải 20 gần 30 năm rồi mới thấy cái nồi bánh tét mà trước mặt mình á. À vậy á, sẽ... phải nấu bằng củi. Tức là lấy củi rừng á, lấy củi rừng rồi đút vô. Mà thấy họ cũng sành điệu lắm, tại vì họ là dân miền Tây mà, miền Tây miền Trung không à. Người cho nên là họ lấy hồng sành điệu. Dạ. À, recording in progress. À, trước khi sư vào bài học cho con thỉnh sư hôm nay ngày cuối năm, ngày mai ngày đầu năm, vậy sư cho Phật tử Úc Châu và phương xa có gì vui vui của sư đi. À, sư nhắn gửi gì tụi con. Tụi con câu đi sư. À, cái này nói thiệt, chút đầu năm mà gặp tôi là xui tặng mạng. Là tại vì á, tôi á thì từ lâu rồi Tết á, theo tôi á, Tết có nghĩa là chết. Tết là chết. Mặc dù người ta gượng gạo nên nói Tết là từ chữ tiết, tiết là mùa đó. Chứ đối với tôi đó thì chữ Tết mình nên đọc thành chữ chết hay hơn, là bởi vì là hễ mỗi một cái Tết đó là mình tiến gần tới cái quan tài hơn. Mà mắc cái chứng gì mà cái ngày đó mà đi ăn mừng rồi quần là áo lụa lì xì bông hoa bánh trái rồi tôi thấy cái đó nó tào lao phải không? Hôm nay giờ mình nói là cả tỷ dân châu Á nó đè nó giết tôi chứ thiệt, chứ cái đó là cái tào lao, là bởi vì cái ngày đó là ngày buồn. Ngày đó ngày buồn cũng giống như bên Đài Loan ấy. Đài Loan ấy, cái ngày ngày sinh nhật cái họ gọi là cái ngày mẫu thân nạn. Có nghĩa là cái ngày mà bà già của mình bà chịu khổ, giống như Chúa mà chịu khổ trên thập giá vậy đó. Thì cái ngày sinh nhật của mình là cái ngày mà má mình coi như là te tua, mà mình thì mình lại lấy cái ngày đó mình ăn mừng. Chứ đúng ra đó các vị cứ biết ở Việt Nam mình có cái từ vượt cạn đó, sinh con cái giờ phút sinh con thì phút đó kinh khủng lắm, kinh khủng lắm, gọi là banh da xẻ thịt đó. Banh da xẻ thịt, có người sinh khó là phải gây mê để mổ lấy con ra, còn nhẹ hơn thì không đến mức mổ mà rặn coi như là rặn lồi con mắt luôn nó mới ra được nhỏ, mà nếu nó đẻ ngược đó là còn tơi bời qua lá nữa. Cho nên cái ngày sinh nhật gọi là ngày mẫu thân nạn, còn ngày Tết mình thì mình hiểu là ngày chết. Mà nó cũng có cái trùng hợp là hôm nay là ngày cuối năm, chúng ta là học ngay chốc cái bài Nhất Dạ Hiền Giả. Bài Nhất Dạ Hiền Giả đó một cái duyên rất là lớn. Nhất Dạ Hiền Giả là sao? Cái chữ Pali á, kêu là Phatti Karata Sutta. Cái chữ này rất là khó dịch lắm. Và tôi phải vào trong sớ giải và tôi đi dò tất cả là bốn bản dịch tiếng Anh của ngài Nyanananda, của ngài Suchata, của ngài Thanissaro. Tổng cộng là bốn bản dịch như vậy. Rồi cộng với chú giải thì cuối cùng đó, là chúng ta có được một cái chữ dịch Nhất Dạ Hiền Giả. Ở đây đó phải dịch lại, đó là mình ở đây phải cài bên trong dịch sai mà ngài dịch theo bản Hán, phải không? Thì cái tựa nghĩ theo bản Hán. Còn nếu mà dựa dịch theo chú giải đó, Phật Đề Cả Đạt Tát có nghĩa là đêm lành, đêm đạo, đêm lành hay là đêm sống đạo, sống nha, sống như phải sớm nha, không phải là đêm sống đạo đâu, mà đêm lành. Đêm lành có nghĩa là sao? Có nghĩa là theo cái quan niệm người Ấn xưa đó, họ không có tính ngày mà họ tính đêm, tức là đời người gồm nhiều đêm. Đời người gồm nhiều đêm, tức là tại sao vậy? Là bởi vì ngủ giấc sáng dậy không biết còn hay không. Cái ngày mình còn lường được, tại vì mình nhìn thấy cái anh chàng đó là cái gì sáng 6 giờ sáng mình thấy mặt anh tái, thấy anh cái vẻ mệt mệt, đổ mồ hôi trộm, ớn lạnh rùng mình, thấy anh ói mửa trên thổ dưới tạ, thấy anh đi không nổi, thấy anh lê lết, thấy anh bị củ khiếu sức huyết, thấy anh dậy dụa, ví dụ như vậy mình còn nhìn đoán được. Nhưng mà riêng rồi đêm là chịu thua. Đêm là bất ngờ nhất, cái chết trong đêm là cái chết bất ngờ nhất, bởi vì đâu có ai ở thông đâu mà thích để mà nhìn mình, nhất là mình còn trẻ còn khỏe, mình còn ok, phải không? Cho nên bên Ấn Độ họ lấy cái, họ cũng có nói đến cái khái niệm ngày nhưng mà nó ít hơn đêm. Đêm cái ngay cả cái chữ, cái thuật ngữ gọi là lâu, là thâm niên ấy, thâm niên ấy, thì cũng họ cũng không có tính ngày mà tính đêm. Ví dụ như là Đức Phật ngài dạy rằng trong các đệ tử của ta, đệ tử thâm niên nhất là Kiều Trần Như. Thì cái thâm niên ở đây ngài cũng xài chữ đêm,
À, chữ đen là như là rách tay nhu, nghĩa là thâm niên, cái người nghĩa là cái người trải qua được nhiều đêm trong đời. Đó, cho nên ở đây cái chữ phách đi cà rách tá ở đây nó phải dịch là đêm lành. Đêm lành là đêm sống đạo. Mà tại sao đêm lành? Có nghĩa là có một lần đó Đức Phật ngày dạy chư tỳ kheo, ngày dạy rằng các tỳ kheo, các ngươi có tu tập cái đề mục niệm chết hay không, có thường xuyên suy niệm về cái chết của mình hay không. Thì chư tăng nói bạch Thế Tôn có. Có vị thì nói rằng con nghĩ rằng là đời người đó là con cứ suy nghĩ rằng là đời người chỉ là từng bữa ăn thôi. Từng bữa ăn. Cứ mỗi lần mà con cứ suy nghĩ đó là mong rằng cứ qua ở mà sau mỗi bữa ăn vậy là ta cố gắng tu tập. Ghi nhớ lời dạy của Thế Tôn. Có vị nói rằng trong mỗi miếng ăn, phải trong mỗi bữa và mỗi miếng ăn nhớ lời dạy của Thế Tôn. Rồi sau cùng thì có một vị tỳ kheo bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng trong mỗi hơi thở ra vào con sẽ ghi nhớ lời dạy của Thế Tôn. Này, và Đức Phật khen cái vị này, khen cái vị đó. Ngài dạy rằng cái sinh mệnh của mình nó ngắn đến mức mà có thể tính bằng hơi thở. Nó ra mà nó có vào là xong. Và tôi nhớ đã không dưới 1.000 lần, 1.000 lần tôi đã nói cái chiếc xe đạp xin lỗi chiếc xe đạp nó nhỏ xíu như vậy, hay là cái chiếc xe tải 18 bánh nó to như vậy, nhưng mà cái phần nó dính trên mặt đường, cái phần mà nó chạm mặt đường ấy, thì rất là ít so với tổng diện tích của nó. Ví dụ như bây giờ mà cái tổng diện tích của chiếc xe đạp là bao nhiêu, thì cái phần mà chạm mặt đường của nó, cái phần mà nó lăn bánh trên đường ấy, không có bao nhiêu hết. Chiếc xe 18 bánh cũng vậy, nó to như vậy, nó nặng như vậy, và mình đo tổng diện tích của nó là x hay y gì đó, thì mình tính ra đó, cái tổng diện tích đó so với cái phần bánh mà nó chạm mặt đường ở trên là rất lớn. Ở đây cũng vậy, chúng ta có một cái thân phận, có một cái kiếp đời, chúng ta có sở hữu, chúng ta có sở đắc, có sở chứng bao nhiêu đi nữa, không? Kể cả như Hòa Thượng Nhất Hạnh vừa viên tịch trước Tết này nè, Hòa Thượng có một cái kiến thức hoành tráng, có một cái sự nghiệp hoành tráng, có một cái tiếng tâm hoành tráng, có một uy tín hoành tráng, gọi là cuộc đời Hòa Thượng là một chữ hoành tráng, không? Nhưng mà khi ra đi rồi thì chỉ còn lại mấy cái hũ xương, và đệ tử cố ý rồi gọi là họ lấy sạch, không bỏ sót cái gì hết, thì được 6 hũ, phải không? 6 hũ, tức là vừa di cốt mà vừa tro tàn, thì được 6 hũ. Chứ nếu mà xài lò điện, không xài lò củi đó, mà họ thiêu ở nhiệt độ cao đó, thì nó chỉ còn là một giấm tro nhỏ xíu thôi, một giấm tro thôi, ăn thôi. Nhiệt độ mình chẳng hạn như nhiệt độ lò thiêu nó có thể nó lên tới 4.000 độ, nhưng mà trong khi cái lò thiêu của Hòa Thượng Nhất Hạnh vừa rồi ở Huế đó, thì cái lúc cao điểm chỉ lên tới 1.000 độ C thôi, mà trong khi cái lò điện nó lên tới gấp 4 là như vậy, nó lên tới 4.000 độ C cái lò điện ấy. Thì lúc đó còn gì hết, còn gì hết. Cho nên là bữa nay cái ông Nhân cũng đề nghị Xuân, tôi chúc Xuân bà con, thì tôi nói rằng Xuân có gì đâu mà chúc, đó là một ngày buồn đối với tôi nói thật lòng, trên đầu ba tất có thần linh, tôi phải nói rằng đối với tôi Tết là một ngày buồn. Bà con đừng nghĩ chắc tại vì ông ăn Tết xa xứ rồi, không phải xa xứ, tôi còn tại đây, tôi đối với tôi Tết là nothing, mà nó không là gì hết, làm sao có cái vụ mà tuổi thân. Nhưng mà phải nói cứ ai nhắc tới Tết là tôi nhớ tôi thêm tuổi. Tự nhiên gây khơi, tôi đâu có chọc ghẹo trời đất, tự nhiên tôi thêm tuổi rồi, có đã không? Nhưng mà năm nay là tôi lên 54 rồi, các vị biết không? Năm ngoái là 53, tuổi Tây đó. Còn tuổi ta thì năm ngoái 52. Mà chỉ sáng mai là tuổi ta nó là 53, mà tuổi Tây nó lên tới 54 rồi. Mà tôi có cái tâm nguyện là sau 55 không dịch, không dạy học, không giảng nữa, không cầm bút, không cầm micro nữa. Không có, là lúc đó phải chuẩn bị đi. Nếu mà còn thọ được 75 thì còn là đúng 20 năm, còn mà thọ 70 thì còn là 15 năm, còn dưới nó nữa thì càng kể càng thêm buồn, không? Cho nên nó có cái duyên lành đặc biệt, duyên nhưng mà duyên ngẫu nhiên, là sáng nay chúng ta có một cái buổi học cuối năm giảng về cái đề tài của cái bài kinh tiếp theo trong cái bộ Kalama Nhật Tụng ấy, đó là kinh Nhất Dạ Hiền. Sẵn ở đây tôi mở ngoặc, sau khi tôi đã nói về cái tựa đêm ấy, chữ Nhất Dạ Hiền ở trong theo chú giải thì dịch là đêm lành, cái đêm là đêm sống với tuệ quán, gọi là phát đi karata. Rata là đêm, e karata là một đêm, phát đá là tốt lành hay ho,
tiếng Mỹ kêu là auspicious, auspicious day hay là auspicious night. Một ngày lành hay là một đêm lành hay là một đêm sống đạo, một đêm tuệ quán, gọi là Phật Địa Cà Đắc Tát. Và có một điều đặc biệt là bài kinh này cũng như một vài bài kinh khác ở trong Tâm Tạng Pali không phải được nhắc đến trong đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, mà cái bài kinh này là bài kinh đã được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ở các đời Phật quá khứ. Bài kinh này nói vậy có nghĩa rằng từng câu từng chữ ở đây đó, nếu mà xé ra phân tích theo chú giải đó, thì đó xứng đáng được gọi là bát nhã tâm kinh. Tâm kinh ở đây có nghĩa là cái bài kinh mà cần phải ghi nhớ khắc cốt ghi tâm. Còn bát nhã đây nghĩa là trí tuệ đó. Cái bài kinh này là đáng được gọi là bát nhã tâm kinh, bởi vì cái bài kinh này đáng để được khắc cốt ghi tâm nhằm mục đích gọi là nuôi lớn cái trí tuệ giải thoát. Bài kinh này và được nhiều đời chư Phật nhắc nhở bài kinh này. Bài kinh Nhất Dạy Hiện, bài kinh đó nó có cái nội dung như thế này. Bây giờ bản Pali. Bản Pali đó thì ở bên Việt Nam mình ấy, thì khi mà Hòa Thượng Minh Châu dịch xong, in xong cái Trung Bộ á, cái bài này nè, thì có một nhạc sĩ đã phổ nhạc cái bài này đem đi hát. Tôi chỉ đọc sách tôi biết thôi chứ tôi chưa từng nghe. Chưa từng nghe qua đó. Chứ tôi chưa từng trực tiếp. Nhưng mà đối với tuyệt đại đa số tăng ni Việt Nam là có đọc thì biết không thôi, chứ còn bên Thái đó thì họ có đem cái bài này vào ở trong quyển kinh tụng của tỳ kheo bên đó. Bên Thái có quyển kinh tụng tỳ kheo và quyển kinh tụng cho sa di, thì trong quyển kinh tụng dành cho tỳ kheo đó thì có cái bài này. Cái bài này có cái nguyên cái văn Pali mà tôi thuộc lòng từ hồi rất sửa sự xưa. Ati tăng nan noa ga mai ya nap ri kan ki na ka tăng. Quá khứ đó không có truy tìm, không có tìm tới nó làm chi, không có hoài vọng quá khứ, không có tưởng tiếc quá khứ. Ati tăng nan noa ga mai ya nap ri kan ki na ka tăng, mà cũng không có hoài vọng tương lai. Đối với quá khứ thì không có tưởng tiếc, mà đối với tương lai thì không có hoài vọng. Ati tăng nan noa ga mai ya nap ri kan ki na ka tăng. Bát chúp ban nan vô tham man. Chỉ có pháp hiện tại và tu tập tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán chính ở đây thì ở trong chú giải đó thì giải thích, các vị chờ cho một chút xíu thôi, kể lỡ là duyên. Bên chỗ khách sạn họ bên cái chỗ mà thuê phòng cho cái lớp học intensive tháng 4 này nè, bây giờ kêu để mà qua lấy phòng, để mình phải lấy phòng trước điện lát mình tính. Thì trong chú giải nói là quá khứ không truy tầm á, ti tăng nan noa ca mê á nắp pa ti căng ghe na ca tăng, thì cái chữ mà truy tầm á và ước vọng đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự nắm níu bằng tham ái và tà kiến. Cái chỗ bài giảng sáng nay nó hơi nhức đầu nha, nhưng mà nếu mà con bỏ túi được cái phần bài giảng này thì bà con mới hiểu vì đâu mà bài kinh này được gọi là bát nhã tâm kinh của Nam truyền, đúng không? Quá khứ không mình không có tưởng tiếc quá khứ, mà mình cũng không có cái hoài vọng về tương lai là sao. Cái này không hiểu thấy kỳ lắm. Đức Phật cũng từng dùng cái túc mạng minh để ngày nhớ về quá khứ, càng kể chuyện xưa mà. Và Đức Phật cũng từng dạy mình là nếu mà mình tu tập tinh tấn thì mình sẽ nhận được 5 cái quả lành, mà trong đó là toàn là tương lai không à. Quả lành thứ nhất là nếu tu tập đúng mức thì ngay thuở bình sinh chứng đạo giải thoát, lúc trẻ lúc khỏe là chứng đạo giải thoát. Mà nếu mà lúc trẻ lúc khỏe không chứng được thì sẽ chứng đạo lúc cận tử. Mà nếu lúc cận tử không chứng đạo được thì lúc về trời cũng được các thiên tử thánh nhân ấy, người ta kèm cặp cho. Mà nếu mình không đắc được trên cõi trời đó, thì khi mà gặp Phật ra đời nó sẽ là người trở thành cái vị tinh văn tốc chứng, là chứng rất là lẹ mới vị mà tu xìu xìu ảnh ảnh. Tới lúc gặp Phật rồi đó phải trải qua mấy chục năm trời trong rừng sâu núi thẳm, rồi
đối lạnh người bệnh hoạn, mũi mồng rắn rít, lam sơn chướng khí, ma tiên nước độc bầm dập, bị đời nó trù dập, tỷ phi đủ điều mấy chục năm đó. Rồi mới chết. Còn có vị gặp Phật nhanh lắm, đang làm công tử, đang làm ông hoàng, khanh tướng, công hầu, sung sung sướng sướng, vui vui vẻ vẻ. Rồi tự nhiên gặp Phật, Phật chỉ nói có một câu thôi: vạn pháp tùy duyên sinh, vạn pháp tùy duyên diệt, là chữ rẻ. Rồi Phật chỉ đưa cái bàn tay ra, thiện lai tỷ kheo, là lập tức y bác có đủ tăng tướng đoan nghiêm như là một tỷ kheo trưởng lão. Đấy, sướng như vậy. Đấy. À, cho nên ngài dạy rằng khi mà tu tập tinh tấn thì có năm quả lành. Quả một là mình có thể chứng đạo giải thoát ngay lúc còn trẻ còn khỏe. Hai là lúc cận tử. Ba là lúc về trời gặp các thiên tử thánh nhân. Bốn là khi gặp Phật ra đời đấy, thì trở thành bậc tốc chứng tinh văn. Và năm là nếu mà trong một thời gian dài mà không gặp được chánh đẳng giác thì mình sẽ tự động, khi cái ba la mật mà tinh văn mà nó chín mùi mà không có được gặp chánh đẳng giác thì tự động cái ba la mật đó nó đẩy mình chuyển nguyện thành ra đập giác. Đó là năm quả. Rồi các vị hỏi kinh nào, thì ở đây có hai nguồn. Một là Tăng Chi Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh phần năm pháp. Hai là chú giải của Kinh Tê Ngưu trong tiểu bộ á, các cái visa nó xuất tế. Rồi như vậy ngày cũng nói về tương lai, nhưng mà tại sao ở đây ngày lại dạy rằng không có tưởng tiếc, đừng có tưởng tiếc quá khứ mà đừng có hoài vọng tương lai? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong chú giải giải thích là đừng có nghĩ về quá khứ từ cái góc độ ngã và ngã sở, tôi và của tôi. Ví dụ như không biết ngày xưa kiếp xưa tôi làm gì, tôi ở đâu, mà bây giờ tôi như thế này, rồi không biết mai này những gì tôi làm á, rồi tôi tắt thở, rồi tôi sẽ đi về đâu, rồi tôi sẽ bị cái gì, tôi sẽ được cái gì. Thì cái đó là một cái cách nghĩ mà được tác động bởi tham ái và tà kiến. Trong chú giải nói rất rõ cái gọi là túc mạng minh, tức là cái trí nhớ tiền kiếp, chỉ là nhớ lại những danh sắc quá khứ nó đã vận hành ra sao ở trong cái tiền kiếp, trong cái quá khứ đó. Kiếp A, kiếp B, kiếp B cách đây là 6.000 kiếp, 7.000 kiếp, 200 kiếp, 291 kiếp. Ở kiếp đó do phải chịu cái quả xấu từ cái 15 hay 14 của một kiếp nào đó, mà cái kiếp này nè là cái kiếp đó, đó phải chịu sống nhiều với hỷ lạc hay khổ ưu. Các vị nghe kịp không, nghe kỹ không? Tức là nhớ là kiếp trước là chỉ nhớ lại như vậy, tức là kiếp nào đó do sống nhiều với 25 hơn là 14, cho nên kiếp sau đó sanh ra được hưởng cái hỷ lạc, tức là vui thân vui tâm á. Rồi cái kiếp nào đó do sống với 14 nhiều, cho nên kiếp khác phải bị sống nhiều với khổ ưu, có nghĩa là khổ thân khổ tâm. Chỉ vậy thôi, người ta nhớ tiền kiếp, ta nhớ như vậy. Tuy nhiên vì để thuyết pháp cho đại chúng đa phần là dưới trung bình, phải nói như vậy, đa phần là dưới trung bình, cho nên Đức Thế Tôn ngài phải gọi là dùng đến cái ngôn ngữ và khái niệm tục đế. Ví dụ như là kiếp đó ta là một ông vua, rồi ta đã có một cái vương quốc như thế nào, rồi ta có hoàng hậu hoàng tử ra sao, ta đã làm gì, rồi sao kiếp đó ta đã bị đọa hay là được về cõi trời. Ngài thuần túy ngài nói bằng cái ngôn ngữ và khái niệm tục đế, chứ đúng ra nếu mà gặp cái bậc thượng căn thượng trí đó, thì ngài không có nói mà ngài kể những cái chuyện mà nó cụ thể như vậy. Là ngài chỉ nói những cái câu ví dụ như là như nãy tôi trích dẫn là các pháp do duyên mà có, các pháp cũng do duyên mà mất, mọi thứ đều là lắp ráp, không có gì là một, xong này. Hoặc là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ở đây chỉ có sự thấy, chỉ có cái nhìn, chứ không có người thấy, không có người nhìn. Ở đây chỉ có âm thanh và chỉ có cái sự nghe của nhĩ thức, chứ ở đây không có người lắng nghe, không có ai ghi nhận âm thanh và tiếng động hết. Đó, ngài chỉ nói như vậy thôi, chứ ngài không có dùng đến những khái niệm và ngôn ngữ tục đế, nhớ nha. Đối với bậc thượng trí thì chư Phật giảng dạy như vậy đó. Cho nên cái bài kinh này bắt đầu như thế nào? Quá khứ không truy tìm, tương lai quá khứ không tưởng tiếc, mà tương lai không hoài vọng. Có nghĩa là không có nghĩ về quá khứ và tương lai bằng cái ý niệm tôi và của tôi.
tôi đã làm gì và tôi sẽ bị gì, tôi sẽ được gì, mà cứ nhớ rằng luân hồi nó là một dòng chảy. Trong đó 13, 14, 25 nó tiếp nối với nhau. Ta sống nhiều với 14 thì ta sẽ sanh ra trong một cái kiếp sống mà đầy toàn là khổ ưu không, khổ thân khổ tâm. Còn nếu mà ta sống nhiều với 25 thì ta đẻ ra ta hỷ lạc, sướng thân sướng tâm. Chỉ vậy thôi, nhớ cái đó quan trọng lắm. Bỏ chấp anh này vô thăm mình tất là tất tới 13 sa tí. Có nghĩa là khi không nghĩ về quá khứ, không có hoài vọng về tương lai thì chỉ còn có cái hiện tại để mà sống với nó. Mà sống kiểu gì? Vipassati. Vipassati là sao? Quan trọng lắm. Vipassati nghĩa là nó ra làm sao thì thấy nó như vậy. Vì có một câu này rất là quan trọng mà con phải nhớ. Hầu hết, không, tất cả chúng ta, hầu hết, tất cả chúng ta, Alex chứ không phải là một phần, không? Tất cả chúng ta nhìn cái vấn đề từ cái góc độ của mình hơn là mình đánh giá như nó là. Cho nên trong tiếng Mỹ nó có một câu là mình nhìn nó không phải như they are mà mình nhìn nó như là we are. Có nghĩa là mình như thế nào thì mình đánh giá cái vạn hữu, sự vật nó như từ cái góc độ của mình. Tôi nói này bà con nghe có nghe kịp không? Lẽ ra mình phải nhìn mọi sự như nó là. Còn đằng này đa phần á, là mình nhìn sự vật cái như mình là, nghĩa là mình từ góc độ của mình đánh giá nó là đẹp hay là xấu, ngon hay là dở, thơm hay là hôi. Cho nên tôi có kể hoài cái câu chuyện một ông thiền nam hỏi vị thiền sư về chứng Phật pháp có thể thu gọn trong một câu được không. Thì vị thiền sư mới lấy cây que gỗ vạch một đường trên đất rồi ngài hỏi cái vạch này dài hay ngắn. Thì ông Thiện Nam ông nói dạ mình phải so với cái gì ấy, thì mình mới nói nó dài hay ngắn. Chứ còn có con đường gì đâu có nói dài hay ngắn. Ngài nói đó nội dung Phật pháp là như vậy đó. Đó, ông nghe giọng hiểu liền. Thì câu chuyện kể vậy thôi. Nhưng mà ông hiểu là hiểu cái gì. Thì thế giới này nó chỉ là cái thế giới của so sánh thôi. Tại sao mà mình thích cái này, mình ghét cái kia. Tại sao có xấu, có đẹp. Tại sao có thích, có ghét là so sánh. Lẽ ra trong cái nhìn của vị A-la-hán, nó là danh, nó là sắc, nó là sanh, nó là diệt. Nó như thế nào thì vị đó thấy y chang như vậy. Còn mình thì không. Mình thì mình có so. Cái này cao nè, cái này thấp nè, cái này đẹp nè, xấu nè, trắng nè, đen nè, thơm nè, hôi nè, ngon nè, dở nè, xa, gần, trong, ngoài, trên, dưới, đông, tây, nam, bắc, bạn, thù, thân, sơ, bla 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 bla. Khi mà mình sống quá nhiều với những cái mà sự phân biệt như vậy đó, thì nó mới ra, nảy sinh ra rối rắm. Trong khi bác chấp anh này vô thăm bằng tách 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 thì nói sao thấy nó như vậy. Thấy nó như nó là, chứ không phải thấy vạn hữu từ góc độ của mình. Mà đa phần mình khổ là mình nhìn vấn đề từ cái góc độ của mình. Mình thấy nó như mình là, chứ không phải là như nó là nha. Tách 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 tách. Có nghĩa là với một cái nhìn như vậy đó, với một cái tinh thần nhận thức của một hành giả niệm xứ đó, nó làm sao thấy như vậy, không thêm bớt, không có áp đặt, gán ghép lên đó, một khái niệm, một ý niệm, một nhận thức, một đánh giá, một tỷ giá, một so sánh nào hết. Nó làm sao thấy như vậy, thì sao? Nó sang nghe răng, sang cấp bằng. Lòng không có dao động trước cảnh đời. Không có dao động, không có dao động. Dao động là sao? Thích là một kiểu dao động. Ghét là một kiểu dao động, đúng không? Cái là bình thường cái tâm mình nó như vậy. Để khi mình thích cái mình nó nghiêng là này, mình chạy theo nó, mà mình ghét mình né qua bên, tránh nó, đó là dao động. Có khi bậc thánh cứ thẳng đường mà đi, thẳng đường mà đi. Để, còn mình thì không, mình thì hãy nó thích thì chạy theo nghiêng về nó, còn hả mà mình ghét mình né, đó. Lúc nghiêng qua đây, lúc né qua đây, đó là mình không yên, là bồn chồn dao động lách chách lanh chanh này. Cái chuyện sang nghe răng xếp căng sang cúp băng là vậy đó. Còn bằng tánh thì không, nó như thế nào là mặt sát nó xảy ra ngay trước mắt mình thì biết, chỉ biết nó là nó xảy ra ngay bên lỗ tai mình thì biết âm thanh đó là âm thanh hết, không có diễn dịch, không có so sánh gì hết. Nhờ vậy nó bớt khổ. Mà phải nói bây giờ bà con còn trẻ còn khỏe, mà con nghe bài kinh này mà con thấy nó kỳ kỳ, nó giống như cái chuyện trên trời á.
mình sống là sao cấm mình phân biệt, nhưng mà không, sẽ có một ngày mà con thấy cái người mà họ thật sự đơn giản đó, họ sống nhàn lắm, sống nhàn lắm, đúng không? Có người ăn thì chỉ cần no, cần lành thôi chứ cần ngon. Cần lành là sao? Là không ăn đồ độc. Mà cần no là sao? Nghĩa là miễn sao không đói là được rồi. Đấy. Còn lành là miễn sao nó có lợi cho sức khỏe, chứ cần vừa miệng. Đó. Đời sống mà đơn giản, mà đặc biệt tôi để ý cái này, mấy cái người mà cuộc đời họ, nó một là họ là bậc minh triết, dân ăn học mà cao cấp, đúng không? Cái đầu biết suy nghĩ. Hai là cái người từng trải qua quá nhiều cái cảnh đời mà gọi là ngang trái đó. Vậy những người đó họ có một cái khả năng tự tại lớn hơn cái người mà tháp ngà công tử bột. Tôi thấy nó có trong đời tôi có dịp thấy đó. Những cái người mà được nuông chiều lâu ngày, mình phải xài cái chữ là sướng quá xanh tệ đó. Khi mà được chiều chuộng lâu ngày đó là họ giống như một đứa bé vậy đó. Họ dễ bị sốc lắm, họ dễ bị tác động một cách tiêu cực từ những ngoại trần, ngoại cảnh và ngoại vật này. Người ta là sống nội tâm là hướng về bên trong, và họ sống nội tâm là sống bằng tâm của ông nội. Nghĩa là suốt ngày cứ là đòi cái này đòi cái kia, không được là không chịu. Này. Cho nên là sống bằng nội tâm, phải hỏi kỹ là nội tâm làm sao, nội tâm là nghiêng về cái nội quán hay là sống bằng cái tâm của ông nội. Mà có người thì nội, có hai là ông nội rồi cha nội, rồi có người là ông cố nội, nó sống như là cha người ta. Mà khi mà mình tự mình nuông, mình riết mình hư. Yeah, hành giả là người là hành giả là một người mẹ nghiêm khắc, một người thầy nghiêm khắc đối với cái bản tâm của mình. Hành giả phải là vậy. Tây có một câu hay lắm, nên bao dung dễ dãi với người, nhưng mà nên nghiêm khắc đối với bản thân. Trong đạo Phật cũng có tinh thần đó. Đối với tất cả chúng sinh thì tha được thì tha, thương được thì thương, giúp được thì giúp, nhưng đối với bản thân là phải cẩn cẩn nghiêm khắc. Trong kinh có cái chữ giới luật. Giới là cái lằn ranh, còn luật là quy nó giá, có nghĩa là gì? Là control, là thêm, là hướng dẫn, là uống nắng. Chữ luật là chữ quy nó giá, ở trong Pali nó hay lắm. Chứ còn cái, khi mà quy nó giá mà bị dịch qua chữ luật thì tôi phải nói rằng đó là bôi trò trét trấu cái hay của tiếng Pali nha. Cái chữ luật mà đem ra dịch cái chữ quy nó giá đó là bôi trò trét trấu, làm xấu mặt cái hay của cái từ ngữ Đức Phật dùng. Cái từ ngữ Đức Phật dùng chữ quy nó giá hay lắm. Quy nó giá nghĩa là cái sự điều phục, cái sự huấn luyện, cái sự thuần hóa. Chữ quy nó giá hay lắm, hay lắm. Mà đó là dịch của chữ lực, cái nó băng chành nó cọ vậy á, dễ ẹ. Nghe chữ lực nó vừa khô khan, mà nó vừa máy móc, mà nó vừa đời, mà nó ngộ ngộ, nó không có linh, nó thiếu đi cái tính nét tâm linh đâu đó. Đôi khi chữ quy nó giá rất là hay. Chữ quy nó giá là thuần hóa, hay là huấn luyện, hay là điều phục, mà nó mang cái tính nội tâm. Chứ không phải là cái kiểu lực mà hiểu cái kiểu mà hời hợt nông cạn như ở ngoài thế gian. Cái chữ lực chữ lo đó là không phải. Phải chữ lực cũng rất là hay. Thương được thì thương, tha được thì tha, là đối với người khác, còn đối với mình là phải cẩn cẩn nghiêm khắc, nghiêm túc khắc khe này. Cho nên nó là quá kỹ của từ quán chính ở đây, gọi là sang nghe răng sang kích răng là vậy đó, nghĩa là không có bị dao động, không có bị gọi là lệch lạc trong cái nhìn, trong cái sinh phong, trong cách sống. Tăng của Đoàn Minh Rùa gì? Ái chê là cái chăn ngà tập bằng. Ngay bây giờ là phải nỗ lực. Cô chăn ngà bà rá năng su bê. Ngay bây giờ phải nỗ lực. Cô chăn ngà bà rá năng su bê. Ai mà biết được cái chết của ngày mai, thì hai câu này trong chú giải giải thích thế này. Đa phần chúng sanh trong đời sống thấy quả lành thì chạy theo, thích ngon, thích đẹp, thích thơm, thích sướng đó. Nhưng mà đó là đối với quả lành. Còn đối với nhân lành đó, là bố thí, trì giới, thiền định, kham nhẫn, trí tuệ hơn. Thì đối với nhân lành đó, thì mình hẹn. Quả lành đó, thì muốn có liền, mà nhân lành đó, thì toàn là hẹn không mà. Đó, trong chú giải giải thích như vậy đó. Toàn là hẹn không mà. Có nghĩa là để mai làm, để mốt là, mà đôi khi cái chuyện mà mình, cái mà mình thích á, cái quả, nói cho dễ hiểu, cái phàm phu mình á, quả lành thì muốn có ngay, mà nhân lành thì mình là hẹn. Cho nên là cô chân nha bà rá năng suê,
chỉ là cái chân nga tập bằng, tức là phải nỗ lực ngay từ bây giờ. Cô trên nhà Maranang Sube, cô trên nhà Maranang Sube, ai mà biết được cái chết sẽ đến lúc nào là chỗ đó. Bởi vì cái quả lành nó mình làm lơ nó, nhưng mà cái nhân lầm là đặc biệt phải làm ngay bây giờ. Bởi vì sao? Vì mình không biết là mình sẽ đi lúc nào. Nhớ cái câu kinh này nó sâu chỗ đó, tôi nhớ chỗ đó. Quả lành thì ai cũng muốn có ngay tức khắc, nhưng nhân lành thì ai cũng hẹn. Mà cái vị biết không, khi mình hẹn vậy đó, có nghĩa là mình hẹn, có nghĩa là gì? Là chưa làm. Mà chưa làm có nghĩa là gì? Là không làm. Làm ơn nhớ cái đó. À, hẹn có nghĩa là chưa làm, chưa làm mới hẹn chứ. À, chưa làm mới hẹn chứ. Chứ còn mà đang làm hoặc là đã làm, mình đâu sợ chỉ hẹn. Hẹn nghĩa là cái chuyện chưa xảy ra. Mà chưa xảy ra có nghĩa là trước mắt nó không có. À, mà đối với cái việc thiện mà không có thì chỉ cần tắt thở một cái là biết đi về đâu. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần trong kinh thì dùng cái ví dụ con rùa mù 100 năm mà nó trồi đầu lên một lần, trong một cái ngẫu nhiên hãn hữu nào đó mà cái đầu nó thò lên ngay chốc một cái lỗ ván mà đang trôi trên biển. Trong kinh Đức Phật này dạy cái chuyện mà con rùa mù 100 năm mà nó thò đầu lên một lần, mà cái cơ hội mà nó tình cờ, nó ngẫu nhiên, trùng hợp mà nó chung vô cái lỗ gián này, nó cái chuyện đó nó khó lắm. Mà cái chuyện mà được làm người nó còn khó hơn như vậy nữa. Khó hơn như vậy. Bây giờ mình lựa một cái ví dụ khác cho nó gần mình bây giờ. Cái kia biển cái ghê quá, bây giờ lựa ví dụ mình. Cái bị tưởng tượng đó, không? Một lít gạo cái bị để trong cái hũ đó, không? Và trong đó có một hộp cái vị làm dấu, cái vị bôi mực đỏ, không? Bôi mực đỏ lên một cái hộp gạo, rồi trộn trong một lít gạo trắng, không? Rồi các vị mới một là nhắm mắt, hai là nhìn về chỗ khác, thò tay trong cái hũ gạo đó bóc ra. Cái cơ hội mà bóc trúng cái viên gạo, cái hạt gạo mình làm dấu, các vị nghĩ dễ hay khó? Tôi nghĩ khó, rất là khó. Một lít gạo nó biết bao nhiêu hột các vị? Biết bao nhiêu hột? Biết bao nhiêu hột? Không, một lít gạo nó biết bao nhiêu hột, mà bây giờ chỉ có một hột là mình đánh dấu màu đỏ thì mình đem mình nhuộm đỏ nó đi, không? Rồi mình bỏ vô cái keo đó, rồi cái mình nhắm mắt lại hoặc là mình nhìn qua chỗ khác, không? Xong rồi cái mình thò tay vô trong cái hũ của mình bóc, thì cái vị nghĩ bao lâu mình bóc trúng cái hột gạo mà mình đã làm dấu, thì cái chuyện nó cũng giống như chuyện con rùa mù vậy đó. Khó. Cho nên nếu mà mang thân người mà không có trao dồi trí tuệ, không có trao dồi cái nhận thức, không có trao dồi cái thiện pháp để cơ hội quay lại là khó vô cùng. Cô chân nhà Brasuvi Nahino Sangarantena. Cái Sangarantena được chú giải thích là gì? Là trước hết là không ai có thể biết được ngày mai mình sẽ ra thế nào. Mà Nahino Sangarantena, ở đời đừng có hòng mà đi tìm một cái hứa hẹn từ ở đâu hết. Không, cái chữ Sangaranta có nghĩa là hứa hẹn hay là bảo đảm. Chữ này nhiều nghĩa lắm. Chữ Sangaranta là nhiều nghĩa lắm, không? Nhưng mà đồng này ngay chỗ này nó có cái nghĩa là hứa hẹn hay là bảo đảm. Tức là trong cuộc đời này không có một cái hứa hẹn nào, không có một cái bảo đảm nào cho chúng ta là chúng ta sống đến bao lâu và chết rồi sẽ đi về đâu. Không có. Cái hứa hẹn đó nó nằm ở ngay bản thân ta tại đây và bây giờ. Bối tương lai không bằng tạo tương lai. Cứ không chịu học mà đi hỏi thầy bối chừng nào tôi làm bác sĩ thì cái chuyện đó không bao giờ có. Nhớ nha, nhớ cái chuyện đó không bao giờ có. Rồi. Cho nên là phải tự mình tạo tương lai, không ai bối được hết, chỉ cái mình bối ra. Nay nào sang làm tiền năm ma se ne nam chuna, có nghĩa là không có ai bảo đảm cho mình được, không có ai mà gọi là hứa với mình là mình sẽ an toàn trước cái chết. Ma se ne nam chuna, tức trước đại quân thần chết. Đại quân là gì? Ở trong đây mới giải thích này, đại quân ở đây nghĩa là mình giả định như cái chết nó là một ông vua đối phương, không? Thì ông vua đó dưới tay ông có biết bao nhiêu triều thần thuộc hạ binh lính, không? Thì cái chết mình giả định nó là một ông vua đi, thì cái dưới tay của nó là biết bao nhiêu cơ hội, biết bao nhiêu cái phương tiện, cái hoàn cảnh để mà dẫn tới cái chết cho mình, thì tất cả những cái đó được gọi là lính của ông vua thần chết. À, thì trong đây mới giải thích cái này, mình giả định thần chết là một ông vua đó, thì dưới tay của ông này nó có rất là nhiều thằng lính mà nó có thể nó bắt mình về bất cứ lúc nào. Trong đây mới kể rõ
nhân tai thiên họa, thiên tai nhân họa, có nghĩa là tai trời ách nước, tai bay họa gửi không, rồi những cái khói cái gì lửa nè, lửa tai nạn về lửa cháy, về nước lũ, về hồng thủy, về sóng thần, về động đất đó. Rồi chiến tranh can qua giặc cướp đó, rồi kẻ thù, rồi tùm lum hết, rồi bệnh tật đó, tai nạn, tai bay họa gửi, cây ngã đá đè, gió độc côn trùng, độc xà mãnh thú, có bao nhiêu thứ để có thể đem cái mạng mình đi. Cho nên mấy a si ní nó mà chịu nè, tức là trước cái đại, cái là cái đại binh đoàn của thần chết thì mình né không nổi. Trong đời này không có bị đếm, trong đời có bị có bao nhiêu người mà tự nhiên sống cho tới 100 tuổi mà không bệnh, chuyện đó không có. Mà thứ hai, khi mình cả 90, 95 tự nhiên yếu leo lét le lét lăn ra chết, cái số này rất là hiếm, rất là hiếm. Mà 99% á, là trước khi mà tuổi già nó tới là mình phải bị đủ thứ bệnh. Mà nếu mà tuổi trẻ mà vô bệnh á, thì tuổi già trước khi chết đó, nó phải giật mình sao đó mình mới chịu chết được. Không, xương giòn dễ gãy, loãng xương xảy tay một cái ha, là coi như gãy tay gãy chân rồi, cái bó bột nó đâu chịu lành lên, nằm lên ư ra ngoài, được cơm cháo đút vô, được miếng mắt, rồi hôi hám tâm tử tiêu tiểu tại chỗ, rồi quải là được bao nhiêu vợ chồng con cái, lúc đó ai lo được cho ai. Tôi quý lắm, tôi quý, tôi thương các hòa thượng lớn tuổi, anh đã nói hòa thượng ai tôi cũng quý hết, nhưng mà đặc biệt tôi đang nói về những vị lớn tuổi ấy. Như tôi nhìn hình ảnh của hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Quảng Độ, hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thanh Từ, mấy vị đó tròn 90 không đó, thì phải nói hồi trẻ là lừng lẫy hơn anh Kiệt như thế nào. Trời ơi, tới hồi về lớn tuổi nhìn thấy thương lắm, cái cặp mắt á, nhìn ánh mắt mệt mỏi lắm, mệt mỏi lắm này. Bao nhiêu cái hào khí, bao nhiêu cái gọi là hùng tâm tráng chí mà cái thời tuổi trẻ đó, thì khi bước qua cái hàng 8 bắt đầu nó leo lét rồi, bước qua hàng 9 là chỉ ngồi ngó mông ra ngoài vậy đó, chờ thời gian tới, từng đêm nghe tiếng thằng lằn nó kêu trên vách, nghe từng bước đi của thời gian, nghe cái tiếng mà đinh mà gõ quan tài nó văng vẳng bên tai. Khi mà bước vô hàng chính rồi nó leo lét như vậy đó. Mà hòa thượng là có phòng ốc đệ tử thị giả, còn kiểu mà mấy người ngoài đời còn thảm nữa, nhà quê rồi trong cái nhà bạch lá bên mé sông là nghe còi tàu nó chạy đêm á, rồi thằng lặng nó kêu lên dắt, rồi giọng kia kẻo kẹt, hoặc là trong nhà có treo cái đồng hồ kêu cọc cạch nó nản lắm, nó là đại quân của thần chết là như vậy. Cho nên là ma si này nó mới chữ nè y văn quý a đi nga ta pinh hô ra tăng tăng tăng, sống thường xuyên mà suy niệm như vậy thì đêm ngày không có bỏ sót lúc nào hết. Bởi vì đêm là bước đi một bước chân của thần chết, mà ngày là một bước chân của thần chết. Các bạn nhìn mấy người đi bộ vậy, thấy không? Đây này, dở nè, dở chân lên nè, đây chân phải bước tới, rồi bắt đầu nó bước tới xong cái nó rồi cái chân trái bước tới. Mà chân phải mà nó bước tới thì nó đã ở trước, chân trái lúc đó ở sau, đúng không? Rồi sau đó khi mà chân trái nó bước tới thì chân phải nó lùi ra phía sau, rồi nó lùi không lá sau liền tích tắc cái bắt đầu nó chồm ra trước. Cái lúc bây giờ chân trái nó nằm ở phía sau, chân trái nó đẩy ra trước, cái chân phải lúc đó bị rớt ra phía sau, và cứ như vậy cái trước sau sau trước như vậy, nó làm nên cái gọi là hành trình của chúng ta, nó làm nên cái gọi là cuộc đi của chúng ta, nhớ ha. Ở đây cũng vậy, ngày và đêm. Hôm qua là ngày chủ nhật, rồi tới 12 giờ đêm nó chuyển qua là ngày thứ hai. Ngày thứ hai xong nó tới cái 12 giờ đêm sau thì nó chuyển qua là ngày thứ ba. Mà đại khái nó cứ canh, mà đó là cái cách tính của người thời nay. Cái ranh giới giữa ngày trước và ngày sau nó được tính từ cái ranh 12 giờ khuya. Nhưng mà ngày xưa bên Ấn Độ thì không. Ngày xưa bên Ấn Độ đêm là họ tính là ba canh, đầu, giữa và cuối. Không, bên Ấn Độ họ tính là ngày là họ tính từ lúc mặt trời lên, mà cho đến lúc mặt trời lặn là ngày, và từ lúc mặt trời lặn, từ lúc bắt đầu lặn là đêm, và đến lúc mặt trời mọc ngày hôm sau họ kể là một đêm khác đó.
từ lúc mặt trời bắt đầu mọc và đến lúc bắt đầu lặn là một ngày, rồi từ lúc bắt đầu lặn cho đến cái mặt trời mọc ngày hôm sau một cái là đêm, cứ như vậy. Thì Aho Đắc Tăng là Ni Tăng, một cái người mà thường trực sống ở trong cái lý tưởng giải thoát, lý tưởng nhàm chán sinh tử á, thì họ không có lý do gì mà họ gọi là hoảng đãi lai rai hầu ơ ví dầu trong đời. Mình khỏe, mình trẻ, sống đời hưởng hoài chứ không có. Mà đừng có hiểu lầm là đạo Phật bi quan, đạo Phật tiêu cực, đạo Phật kêu mình sống trong sợ hãi mà nhàm chán, sống thiếu lửa. Không phải, đạo Phật không có dạy kỳ cục như vậy. Nhiều người hiểu lầm, tại vì trên cái mặt nổi mình thấy đạo Phật nói toàn là chuyện cái ghê không à. Nhưng mà có sống rồi đó mới thấy, khi mà sống hết mình với học với hành không, thì lúc đó tính ra mình sống vui hơn cái người không biết đạo. Là vì sao? Là vì luôn luôn trong cái tư thế sẵn sàng coi cái chết nó tới, nó đứng ở ngoài thèm, nó gõ cửa, trong đây mình vẫn không rung. Trong khi cái người hành giả đàng hoàng tinh tấn, họ vẫn đi bộ, họ vẫn nhìn mây trời, ngắm trăng bình thường, nhưng mà luôn luôn là họ ý thức rất rõ là buổi chiều nay có thể là buổi chiều cuối cùng, sáng nay có thể là buổi sáng cuối cùng, đêm nay có thể là giấc ngủ cuối cùng, bữa ăn này có thể là bữa ăn cuối cùng, cuộc gặp gỡ này có thể là cuộc gặp gỡ cuối cùng, luôn luôn và luôn luôn. Và đặc biệt nhất là mỗi ngày khi khóa cửa thì luôn niệm như thế này: biết đâu khóa là mình mà đưa mở là được người khác. Đó, bà chân cha bà dạy nè, dạy bà chân nét, bà chân nét bà dạy vậy đó. Cứ mỗi lần khóa cửa đi đâu đó, dầu đi chợ hay là đi ra qua hàng xóm, hoặc là đi xa mấy ngày mấy tuần thì biết, khi mà bóp ổ khóa hoặc là vặn cái ổ để lóc cửa lại là niệm như vậy: bây giờ mình khóa nhưng mà không biết cái lúc mở là người khác mở hay ai mở này. Vì lúc mình chết rồi mình chết rồi cái người mở là ai chứ mấy mình. Cho nên đêm ngày không mệt mỏi. Thì ở trong đây các ngài giải thích thế này: ngày nào mà mình còn nhìn cái thân cái tâm này từ cái góc độ tôi và của tôi, thì lúc đó mình còn nhìn ngoại trần, ngoại vật cũng từ góc độ đó. Biết nói rung rung có hiểu không? Khi mà mình còn nghĩ đến có một cái tôi, có một, thì dĩ nhiên là phải có cái của tôi chứ. Có một cái tôi, có một linh hồn, có một cái bản ngã, có một cái tự ngã. Khi mà nghĩ còn có một cái tôi thì dĩ nhiên nó phải có cái của tôi. Mà hãy có cái tôi và của tôi thì dĩ nhiên nó phải có cái gì nữa, có cái ngã bên ngoài nữa, có cái hắn và của hắn, cô ấy và của cô ấy, bà ấy của bà ấy, họ và của họ. Mà khi mà còn có của ở đây và có của ngoài kia thì sao? Thì còn có thương thích ghét sợ. Mà hãy còn có thương thích ghét sợ thì trước mắt còn khổ. Và chính vì còn cái thương thích ác sợ cho nên còn tạo các nghiệp thiện ác, mà đa phần ác nhiều hơn thiện. Cái phần này nhiều người không để ý chỗ này. Khi mà không có một cái nhìn đúng đắn, biết rằng mọi sự do duyên mà có rồi phải mất, không biết rằng mọi thứ không có gì là một, tất cả chỉ là đồ ráp, không biết cái đó, thì hãy là dĩ nhiên còn có thích ghét. Mà hãy còn có thích ghét á, thì còn có trốn khổ tìm vui, còn có tham sống sợ chết. Mà vì trốn khổ tìm vui, ham sướng sợ khổ, còn có tham sống sợ chết, cho nên chuyện gì mình cũng làm bất kể thiện ác. Bất kể thiện ác. Mà nhiều người họ có hiểu lầm thế này: họ tưởng là đâm cha chém chú, không, đâm heo thuốc chó, đốt nhà giết người cướp của mới gọi là ác. Không, trong kinh thì làm ghi rất rõ: phút giây nào dầu mình có ngồi yên liêm diêm đi nữa, mà hễ mà tâm bất thiện nó có mặt, thì dầu trong màu áo xuất gia, trong cái danh phận của một thiền sư, một hòa thượng, không, thì hễ mà tâm bất thiện nó xuất hiện thì nó vẫn là bất thiện. Mình có là một người, một đứa bé, một người đàn bà rách rưới, một gã hành khất bên đường, nhưng mà nếu lúc đó mình có tâm lành thì cũng có nghĩa là tâm lành đang có mặt. Chứ đừng có nói là cái thân phận đó là nó không ác. No, chỉ có thánh nhân mới không có thiện ác thôi. Chỉ có la hán mới hết thiện ác. Còn hễ phàm phu ấy là không thiện là ác, không ác là thiện. Và cái thiện ác này nó không có tính trên thân phận của mình, mà nó tính trên cái khả năng hàm dưỡng và tài bồi của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, phải không? Cho nên cái giá trị của con người nó không phải là cái thân phận trước mắt đâu,
mà nó chính là cái công phu tu dưỡng của mình ấy. À, nhớ cái đó, cho nên mình cứ nhớ thế này, khi mà còn có thích ghét thì còn có cái theo đuổi và trốn chạy, và để thực hiện cái theo đuổi và trốn chạy đó đa phần đó, mình làm toàn chỉ tầm bậy xong mà mình biết, mình cứ nghĩ là bậy là phải là cái gì pháp luật và xã hội lên án nó mới bậy. À, nhưng mà không, khi nào mình sống nhiều với tham sân si ái mạn kiến nghi còn ghen tị bụng xỉn so đo kèn cựa toan tính không, thì lúc đó chính là ác, ác là bất thiện. Mà dầu một cái ác nhỏ xíu kín đáo âm thầm, mà mình trùm mền tắt đèn khóa cửa chung vô trong hang núi sâu, thì cái ác nó vẫn được ghi sổ lại một cách rất là tự nhiên, nó vẫn được ghi sổ lại và sẽ có ngày tính sổ. Không, chứ đừng cứ nghĩ rằng cái ác đó phải, có nhiều người họ nghĩ ác nghĩa là phải xã hội và pháp luật lên án nó mới gọi là ác. Đâu 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 đạo Phật nói vậy, theo trong tinh thần đạo Phật á, cái ác mà xã hội và pháp luật lên án thì đó là một đống phân, còn cái ác mà âm thầm trong bụng mình thì đó là một cục phân, nó khác nhau một chút đó thôi. Thì dầu là một cục hay là một đống, một đống ngoài đường hay là một đống ở trong nhà, trong phòng riêng, hay là một đống mình để trong tủ lạnh, thì nó vẫn là phân. Chứ mình không thể nói rằng đâu no, đống ngoài đường mới là đống phân, đống tủ lạnh mới là đống phân. Có gì các vị trong rơm hỏng thử, các vị làm bãi đi ha. Tôi nói không mất vệ sinh nhưng mà làm thử đi, làm bãi xong cho dù bình ni lông để tủ đá thì coi nó có cái đó là phân hay là nó là chuối chiên không, nó cũng vẫn là phân, nó vẫn là phân. À, rồi bây giờ các vị để ngăn lạnh thì cũng là phân, vô ngăn đá cũng là phân. Bây giờ thôi, bây giờ mình đổi đổi tông nữa không, giờ mình đem mình chiên đi. À, nhúng bột chiên này coi nó ra cái gì, cũng là phân. Bây giờ mình nấu súp mình thả vô nó rã bời rồi cũng là phân, chứ mình không thể nói không được. Tôi có ngũ vị hương rồi, tôi có táo tàu nhân xanh xăm câu kỹ hoài sơn, tôi bỏ vô rồi, bây giờ nó đâu còn là phân. Thì có gì ăn chứ em xin cứu nha, em không dám hấp cái tô đó. Ok, bây giờ nó là phân. Ok, một muỗng đường để bên cạnh lu muối vẫn là muỗng đường, mà một muỗng muối để bên cạnh cái lu đường thì nó vẫn là cái muỗng muối. Tôi nói để bên cạnh nha, tôi đang nói để bên cạnh à, tôi vẫn, hoặc là nói một cách khác, cầm cái muỗng muối mà đứng giữa một cái ruộng mía thì cái muỗng muối nó vẫn mặn. Cầm một viên kẹo bơi ra ngoài biển ngậm thì cái viên kẹo nó vẫn ngọt. Chứ mình đừng có nói ô chung quanh tôi biển không, viên kẹo nó không còn là ngọt nữa. Sai, dầu đang lội ngoài biển nhưng mà viên kẹo ngậm trong miệng mình vẫn ngọt. Dầu đứng giữa một cái ruộng mía mênh mông mấy ngàn mẫu nhưng mà cái muỗng muối trên tay mình nó vẫn mặn. Nha. Yeah. Mình có thân phận một thiền sư, một hòa thượng, một học giả, một tăng ni cư sĩ thâm niên không, nhưng mà miễn là có một chút bất thiện thì cái bất thiện nó vẫn là bất thiện. Chứ mình đừng nói trụ tu mấy chục năm mà sao bất thiện nổi. Sai, sai. Một muỗng muối để ở giữa ruộng, ở giữa cái rẫy rẫy mía nó vẫn là muối không. Một miếng bất thiện mà trong 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 lòng một cái người tu hành kinh tinh thiên động địa thì vẫn là, vẫn là bất thiện. Nhớ nha, chỉ những người tưởng lầm là tưởng mà ác ở đây phải là cái gì mà xã hội và pháp luật lên án, đó là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai là nghĩ rằng chắc một chút ác không sao cũng được, mặc dù trong kinh Đức Phật có dạy các bài kinh này. Bài kinh này ở trong Kalama 3 chúng tôi có sưu lục cái bài kinh này để cho bà con bớt theo. À, ngài dạy rằng có những người một tí bất thiện không đủ đưa họ vào địa ngục, nhưng có những người một tí bất thiện dư sức đưa họ vào bất thiện. Là vì sao? Là vì khi một người có quá nhiều công đức thì một tí bất thiện nó không có thấm vào đâu hết. Ngài nói giống như là một cái nắm muối mà thả vô trong cái dòng sông đó, thì nó không nghĩa lý gì hết. Nhưng mà một nắm muối mà thả vô cái chén đó, là tình hình nó khác. Một cái nắm muối bỏ vô chén là cái chén nó hết uống luôn. Không, chứ chỉ bỏ vô chén nước á là hết uống. Nhưng mà một nắm muối thả vô dòng sông thì trời đất vẫn không hề thay đổi tí ti gì hết. Cá vẫn lội và mây vẫn bay trên trời. Không, ok. Thì có những người khi mà tu tập nhiều, phước báo nhiều thì một cũng cái tội đó, nhưng mà nó không đáng kể, nó không đủ đưa vào địa ngục. Nhưng không đủ được nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không trở thành cái trọng nghiệp bắt buộc phải xuống địa ngục. Nhưng mà đừng nghĩ là mình có thể xù được nó. Bởi vì sao? Vì trong đạo Phật không có cái vụ bù trừ. Bù trừ là sao ta? Bù trừ có nghĩa là tôi đi ăn cướp, giết người, đốt nhà, xong tôi về tôi cất một cái chùa to đùng coi như què. No, cái đó là bù trừ, trong đạo Phật không có cái đó. Nhưng mà trong kinh điển có nhìn nhận có sự lấn lướt thì có. Lấn lướt là sao?
Có nghĩa là lẽ ra vào thời điểm đó chúng ta phải chịu một cái quả bất thiện, nhưng mà vì chúng ta có quá nhiều phước, nó mạnh hơn cái bất thiện đó, cho nên nó lánh vào thời điểm đó. Lẽ ra lúc đó mình bị ai đó chửi, bị đánh lúc đó, nhưng mà có cái phước khác đó lớn hơn, cho nên nó là nó lánh cái nghiệp bất thiện đó. Nhưng mà nghe như vậy thì làm ơn nhớ, nó khác cái bù trừ. Bù trừ là lấy cái thiện để mua lại cái ác đã làm, có này phải mua mà anh này lánh, lánh cho đến được lúc nào thì lánh. Ví dụ như là lúc đó là 9:15 mình phải bị cái đó, nhưng mà 9:15 nó có một cái ác nghiệp khác, cái thiện nghiệp nó mạnh hơn, cho nên nó cái đó nó tạm thời nó không có cho quả. Nhưng mà qua tới 10:15 thì lúc đó không nhầm ngay cái lúc xin lỗi, không có một cái thiện nghiệp nào hết, là lúc đó mệt. Lúc qua tới 10:15 thì lúc đó không có cái thiện nghiệp nào nó bảo vệ mình hết, là lúc đó cái ác nghiệp mà hồi nãy đó, cái ác nghiệp mà 9:15 á, bây giờ nó kêu cửa, bấm chuông nè, nó kêu cửa nè, ra mà tính với nó nha, ra mà trả nợ với nó nha. Lánh mà lánh vậy đó. Còn có trường hợp là lánh hoài tính đến lúc mất hiệu lực thì thôi. Thí dụ như là 10:15 mà vẫn có một cái phước khác nó xuất hiện để bảo vệ mình, 11:15 rồi một tháng sau, một năm sau, 10 năm sau, 15 năm sau mà cô luôn luôn có cái phước kiếp trước nó cứ chen vô nó bảo vệ mình, thì đến lúc mà mình niết bàn thì coi như xong, vô hiệu. Nhớ nha, mình niết bàn chứng là hán là coi như vô hiệu. Mà nghe thì nghe nó đã thì, nhưng mà không có dễ đâu, bởi vì ai mà phước nhiều đến mức mà nó lánh hoài như vậy, ai khó lắm. Cái người đó hiếm lắm. Thí dụ như trong kinh nó bị chánh đẳng cánh giác là phước ngày là ngày có ngày có là ở trong trường hợp đó, có nghĩa là có nhiều cái bất thiện quá khứ bây giờ nó không có chen vào được. Thí dụ như trong kinh nói độc giác, thinh văn giác còn có thể bị người ta giết, nhưng mà chánh đẳng giác thì luôn luôn viên tịch bằng cái chết tự nhiên, và chư Phật ba đời mười phương luôn luôn và luôn luôn như vậy. Vì chánh đẳng cánh giác đó, không bao giờ bị tử thương, bị tai nạn, mà các ngài luôn luôn và luôn luôn viên tịch bằng cái chết tự nhiên và được sắp xếp trước bởi chính ngài. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi ngài thấy rằng cái duyên hóa độ đã mãn, thì ngài xét thấy rằng đã đến lúc đi được rồi, ở lại cũng không làm gì thêm được nữa, thì ngài mới trong kinh mới nói gọi là chánh niệm tỉnh giác. Xả bỏ thọ hành, có nghĩa là sao? Có nghĩa là quyết định rằng cái thân này chỉ tồn tại trong đúng 90 ngày nữa mà thôi. Rồi kể từ giây phút đó là ngài không có gọi là dùng thiền định để can thiệp nó nữa, cứ để tự nhiên nó cho nó diễn tiến, nó vận hành như bao nhiêu cái thân xác già nua khác. Chỉ còn trong kinh nói cái chư Phật thì không có tham sống sự chết, tuyệt đối không có tham sống sự chết, nhưng cái thân lực của Đức Phật, cái thể lực của chư Phật kinh khủng lắm, nó nhiều đến mức mà tôi không có dám nói ra luôn cho các vị biết luôn, bởi vì tôi không muốn các vị bị sốc. Các vị thấy ghê cái chuyện phong thần quá, cho nên dẹp chỉ nói là ngày khỏe lắm vậy thôi. Còn về cái tâm lực của chư Phật đánh chánh đẳng giác, các vị nhớ lúc ngài mới thành đạo không, ngài có thể nhịn ăn trong 49 ngày, mà các vị tưởng tượng một ngày, một tuần là 7 ngày, mà 7 lần 7 49, suốt 7 tuần như vậy mà ngài không có ăn gì hết, không ăn không uống, chứ phải thay cái uống nữa, không ăn không uống gì hết. Mà mình thì đâu có được, mình là coi như là 3 phút không thở là chết, mà 3 ngày không uống là chết, mà 3 tuần không ăn là chết. Không, mà ngài thì coi như mấy con số 3 nó không nghĩa lý gì hết, ngài nghĩa lý gì hết. Ngài có thể nhập diệt thọ tướng định, ngài nín thở trong một tuần, mà một tuần không ngừng thở. Còn mà nhịn ăn với nhịn uống có thể suốt trong 7 tuần, dễ sợ như vậy, khiếp như vậy đó. Cái thể lực và cái tâm lực ngài kinh khủng. Nhưng mà khi ngài quyết định là ngài không có muốn sống nữa, ngài thấy cái duyên nó đã mãn rồi thì sao, thì ngài chỉ nghĩ trong bụng để cho nó vận hành tự nhiên như bao nhiêu thân xác già nua khác, ta không can thiệp nữa. Bâm. Là khi mà ngài có cái suy nghĩ như vậy thì đại địa chấn động, bởi vì đó là một cái quyết định mà gọi như là đem lại cái sự thiệt thòi cho không biết là bao nhiêu người. Nhưng mà bây giờ cái duyên mãn thì đâu có thể mà lột da sống đời được đâu. Rồi.
Cho nên ở đây đó, trong kinh mới nói là ở đây trong kinh không hề có nói đến chuyện bù trừ nha, không có, chỉ có lấn lướt thôi. Mà nó lấn là những bậc đại phước kìa, chẳng hạn như Đức Phật. Dĩ nhiên ngoài Ngài ra cũng còn người khác, nhưng mà không có ai mạnh bằng Ngài hết, không ai có về cái phước lành mà nhiều hơn Ngài. Để các vị nghĩ là chắc có cái sự ưu tiên, rất là dễ hiểu. Đức Phật không phải là một nhân vật cá biệt mà được trời đất nào đó ưu tiên, một đấng chí tôn nào đó ưu ái, tất cả là do Ngài thôi. Trong kinh nói thế này, cái hành trình để thành Phật rất là lâu, mà càng về gần đến Phật quả đó, càng gần về đến đích, càng lúc càng về gần đến quả vị đó, thì cái ác cái Ngài tự Ngài giảm, tự nhiên Ngài không muốn làm ác, nói ác và nghĩ ác. Còn cái thiện của Ngài đó là lúc nó càng lúc càng mạnh dần, mà trong kinh nói càng gần thành Phật đó, thì cái chuyện mà Ngài vì điều thiện mà coi cái mạng không ra gì nó càng nhiều nha. Cái đó kinh nói, phải tôi nói, có nghĩa là sẵn ở đây tôi nói luôn, trong rung này biết đâu trong rung này có những vị sơ phát tâm muốn nguyện thành Phật mà chết nhát, tôi nói luôn. Thật ra mình thấy mà nguyện thành Phật thì lâu thiệt đó, nhưng mà nhớ thế này, dầu lâu nhưng mà cũng có cái giới hạn. Khi mà thành Phật rồi đó thì niết bàn, thì cái niết bàn không phải hạn chế về thời gian, mà cái quả vị, cái thời gian để chứng đạt cái quả Phật á, thì có giới hạn. Vậy mình lấy cái hữu hạn mình đổi cái vô hạn thì đâu có đầu lỗ. Thứ hai là ngay bây giờ mà mình đọc mấy cái hạnh của Bồ Tát mà thấy mình ngán thiệt, nhưng mà thực tế nó không có ghê gớm như mình nghĩ. Nhưng mà phải nghe đi kỹ không thôi, các vị cắt khúc cái chỗ này là đi chửi tôi nha. Cái Việt Nam mình nó xin lỗi, tôi xài cái chữ khốn nạn là nó ghét ai nó cắt khúc, nó cắt khúc lại đem chửi. Tôi không có nói thành Phật là dễ, nhưng mà tôi nói không có gì ghê, đáng sợ lắm. Là như thế này, là hồi mình sơ phát tâm á, mình mới nguyện thành Phật á, thì mình làm trong sức mình thôi, đi chùa nghe pháp, phải xuất gia được thì xuất gia, rồi ngồi thiền được bao nhiêu thì thiền, nhịn được bao nhiêu thì nhịn, bố thí được bao nhiêu thì bố thí, mà toàn là bà cắt không à. Rồi từ từ nếu mà cái nguyện đó nó không mất, mà đặc biệt cái này mới đặc biệt này, phải gần minh sư thiện hữu phải nguyện. Mấy cái lời nguyện quan trọng lắm, nguyện đời đời kiếp kiếp gặp minh sư thiện hữu, đời đời kiếp kiếp gặp minh sư thiện hữu. Cần trao dồi cái gì thì lập tức có cái người mạnh của đó ở kế bên. Ví dụ như cần tu thiền là phải có một cha nội cực giỏi về thiền. Muốn tu hạnh nhẫn là phải gặp toàn là mấy cái tay tổ sư về nhẫn ở kế bên. Muốn tu hạnh bố thí là phải gần toàn là cái dân hào sản. Chứ còn ở gần ở bố thí mà gặp mấy cha mà kỳ bo bủng xỉn bòn mó đó là thấy mụ nậu luôn nha. Cho nên mình muốn tu cái hạnh gì là mình xin gặp được thứ dữ. Ví dụ đi tu mà muốn giỏi giáo lý là phải gần cái ông giỏi. Chỉ còn mà vô mà gặp ngay thầy tổ sư phụ huynh đệ mà gặp cái người thôi tu học chi thành con một sách, tu mà không học mà không có hành là cái tủ kinh, dẹp cứ niệm Phật thôi, cứ lao động, cứ phục lao dịch chấp tác phục vụ, dẹp cái tôi dẹp cái ta, rồi ngày hai buổi công phu là được rồi, đặt không như cho nhiều đó. Tiến sĩ có ra gì đó. Tám tạng nó ra gì đâu. Rồi cái nhồi hờn nhỏ dốt luôn, tới lúc mà 80 tuổi ngồi ngó tủ đại từ tạng không biết giống gì đâu. Đó, xui. Hoặc có gặp sư phụ mà ổng chỉ tập trung có cái ăn là cái ngồi thiền không, mới gặp ổng lẫn đi hết vô thả ra không dạy gì hết. Hoặc có ông chỉ suốt đời ổng mê cái hạnh nhẫn, cũng dạy có một chữ nhẫn thôi. Có ông mê hạnh bố thí là cả đời dạy bố thí. Có ông phái từ thiện xã hội là nhỏ vô tu được mấy bữa là giao cho làm trưởng ban từ thiện gì đó, là ăn rồi cứ đi kiếm cô nhi quả phụ, rồi già cả neo đơn cơ nhở, rồi tu mấy chục năm cứ toàn bồng ngẫm con nít người già phong đơn cùi lỡ gì đâu không à, mấy chục năm làm thầy chùa không có được cái gì hết, là do cái người thanh cận nha. Cho nên Bồ Tát lúc sơ phát tâm thì làm cái gì tùy sức, nhưng mà phải nguyện cho con gặp được minh sư thiện hữu để con trao dồi những cái chuyện mà khó khăn đúng. Rồi nó cứ như vậy nó đi, thời gian mà nó càng lâu đó thì cái độ lì của mình nó càng dữ dằn. Thí dụ như hồi đó là mình thấy người ta hái quýt mình chịu không nổi, về thức khuya qua nó trụ, nó nghĩ sao mà nó coi thường mình trụ, nó nghĩ sao mà nó gặp mình nó phun nước bọt cái tay, trời nó coi cái trời, nó nghĩ sao mà nó cho mình ăn đồ thiêu đồ thúi, mình đi bác mà nó không thương mà có nhiều khi ơ mình bác đi trước nhà nó, cái nó trong nó thả chó ra, hoặc nhiều khi nó, mình đang đứng nghe nó hất nguyên một cái xô nước được mặt mình về mình sóc mình ngủ cũng được, ví dụ như vậy. Nhưng mà tới cái thứ mà nó lâu là nó thâm niên công vụ rồi, nó cái độ lì nó cao rồi đó,
người ta có đổ nguyên một cái bô trên đầu, vẫn nhăn răng cười rồi đi chỗ khác, tắm gội rồi đi tiếp. Cái đó có thật. Nó giết cha mình trước mặt mình, mình nhào vô mình can, mà can không được thì thôi, lòng không giận. Phải can, phải can, cứ để giết cha mình sao? Không, phải can. Can nhưng mà rất là nhẹ, mà ngay cả khi mà nó chửi mình, nó kêu mình la mình cũng nhiều lắm, mình la chứ mình không có la thiệt, mình chỉ là la bằng cách mình hát thôi. Mà, từ bi như vậy. Và từ từ đến một lúc nào đó thì cái chuyện mà mình sống thiện đó là chuyện đương nhiên đó. Cái lúc đó mới ghê, cũng giống như hành giả tiến niệm xứ đó, buổi đầu cái chuyện mà chánh niệm trong hơi thở nó là một công phu. Cái chỗ này bằng vàng, cái câu này bằng vàng, bà con mới ghi xuống, bà xăm lên người dạch áo coi chỗ nào trống, ghi cái câu này nè, xăm dạch áo coi chỗ trống là xăm coi nào vô. Lúc đầu hành giả tứ niệm xứ coi cái chánh niệm trong từng hơi thở đó là công phu, nhưng mà đến một lúc rồi đó hành giả thấy nó không phải là công phu mà nó là quyền lợi, nó là sự hưởng thụ. Có nghĩa là mỗi lần mà sống chánh niệm trong hơi thở là được an lạc. Đã, cứ canh me, cứ thấy mà hơi rời quẩn là ngồi xuống theo dõi liền, thấy quẩn là ngồi xuống theo dõi liền. Lúc bây giờ cái chuyện mà chánh niệm trong hơi thở nó không phải là công phu, nó không phải là cái gì đó mà mình phải cố gắng, phải nỗ lực. No. Lúc đó là dởm. Hành giả mà còn nghĩ đó là cố gắng là hành giả dởm. Mà hành giả phải thấy rằng cái chánh niệm trong hơi thở nó là quyền lợi, nó là sự hưởng thụ. Đấy, thì Bồ Tát cũng vậy đó. Bồ Tát khi mà đến cận kề cái quả Bồ Đề đó, thì cái việc mà sống thiện đối với các ngài nó là cái quyền lợi, nó là cái sự hưởng thụ. Các ngài cái hạnh phúc lúc được cho nó chỉ là một phần ngàn so với hạnh phúc lúc mình đem cho. Mà trong thiên hạ có bao nhiêu người chấp nhận cái sự phi lý này? Tôi nhắc lại, có bao nhiêu người chịu thấy rằng cái hạnh phúc của cái lúc được cho đó, lúc được nhận đó, cái lúc mình cái hạnh phúc lúc nhận nó chỉ là một phần ngàn so với hạnh phúc lúc mình đem trao ra. Mà chỉ có cái người nào mà họ thấm được cái này nè thì mới có cơ may mà là phát nguyện thành chánh đẳng giác. Đấy. Bởi vì chúng sanh có năm hạng. Một là chỉ biết nghĩ tới mình, không biết nghĩ tới ai hết. Cái hạng thứ hai, chỉ nghĩ đến người nào mà có liên quan đến quyền lợi và tình cảm của mình. Không? Rồi cái hạng thứ ba, có thể quan tâm đến những người không thù, không thương, không ghét, tức là người dân. Hạng thứ ba là thương, là quan tâm đến cho người dân. Hạng thứ tư là thương được bạn của kẻ thù. Và hạng thứ năm là thương được kẻ thù. Thì chỉ có cái hạng thứ năm nè mới có thể nguyện thành chánh đẳng giác được, mới trở thành Phật tổ được. Mà trong kinh nói cái hạng thứ hai là cực hiếm, các bạn có biết không? Cái hạng thứ hai là cái hạng mà biết quan tâm đến cái người mà đã tốt với mình đó. Bởi vì cái bản chất vong ơn là máu xương tỷ thịt của chúng sinh phàm phu, ai cũng có cái máu vong ơn bội nghĩa hết. Cho nên cái hạng thứ nhất là cái hạng mà chỉ biết nghĩ tới mình. Hạng thứ hai là biết quan tâm đến những người tốt với mình. Hạng thứ ba là có khả năng quan tâm đến những người không có ân oán với mình. Cái hạng này khó à. Ví dụ như mình đi ngang một cái góc đường gặp người gia ăn xin, mình cho được lần, thì một hai tháng sau đi ngang cho một lần nữa thôi, chứ còn không thể nào mà mỗi ngày thì nấu cà ri, rồi ragu, lẩu yến, rồi chân sâm, rồi lọc nhung, rồi đông trùng hạ thảo, rồi tiết liên nhân sâm đem ra mà hầu làm có. Mình lâu lâu bố thí bạc cắt thì được. À, chứ mình không thể nào mà mình thương nó hoài được hết, bởi vì nó là người dân, khó lắm, mình không thể thương hoài được. Mà trong khi nó là cái hạng thứ nhất là chỉ biết nghĩ tới mình, hạng thứ hai là quan tâm đến cái người liên quan tới mình, hạng thứ ba là quan tâm đến người không liên quan tới mình. Bạn thứ tư là thương được bạn với kẻ thù. À, có nghĩa là kẻ thù thì mình dứt khoát là mình thương tỏi rồi, nhưng mà có nhiều khi mình ghét luôn cả cái đứa mà nó có dây dưa kẻ thù. Cái này có, vì tôi thù nhiều người cũng do họ chỉ có dây dưa thôi. Mà có mấy người mà tôi thấy Facebook mọi lần họ chửi tôi nhiều quá đó. Bắt đầu tôi làm cái danh sách, tôi điều tra, tôi nhờ mấy người quen điều tra coi cái ai mà like ai là tí nè. À, ví dụ như Lan, Cúc, Hương, Đào, Yến mà không thích tôi thì mấy con đứa mình nó có vẻ nó like, nó mến cái đứa mà chửi tôi, nó là tôi cho vô danh sách thôi. Để mai mốt mình về Calama đó, tôi mời hôm qua trước để tối tôi nấu nước ấm nhỏ pha chân rồi bắt họ uống luôn rồi. Ok, nói không phải tôi nói ác, mà tôi nói cho bà con hiểu nó khó. Tôi tự nhận tôi hèn để cho các vị thấy Bồ Tát vĩ đại thế nào.
À, chứ đừng nghe như vậy rồi, rồi về đồn nó ổng ác, ổng ác, tôi ngâm chân, ngâm lấy nước nóng rồi ngâm chân đàng hoàng mà, nhưng mà sao bắt mày uống luôn. Ok cho nhiều người nghe vậy tôi mời về Calama rồi nấu nước ấm ngâm chân thì khoái lắm. Việt Nam được cái vừa ác vừa ngu. Ok, như vậy thì đầu năm mình học về cái bài là Nhất Dạy Hiền. Cái bài này được dịch là đêm lành hay là đêm sống đạo. Này, có nghĩa là vì nó ý thức được rằng cái chết nó đến mình trong từng phút, từng phút, từng phút. Đó, từng phút, từng phút, từng phút. Và nhớ, chuyện chưa đến mà tôi vẫn nói trước là làm gì làm. Chúng ta không phủ nhận được cái quan hệ xã hội với người khác. Không phủ nhận được, có nghĩa là mình nói mình tu là tu tâm, mình tu là tu với mình quay về với chính mình, nhưng mà mình cũng vẫn cần đến thầy bạn, cần lắm. Cho nên là quá khứ không truy tầm, tương lai không quy hoạch đúng. Chúng ta không có nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai bằng cái tham mái tà kiến, luôn luôn biết rằng tất cả chỉ là cái sự vận hành của 14, 25, 13 thôi. Tuy nhiên trong kinh ghi rất rõ, muốn có được một cái công phu tu hành như ý thì cần phải lưu tâm những điều kiện ngoại tại khách quan như sau. Một là thầy bạn phải ok. Đấy. À, muốn đi nhanh là đi một mình, mà muốn đi xa là phải có bạn. Châu Phi nói câu đó, cho nên cái chuyện thầy bạn rất là quan trọng. Thứ hai là trú xứ. Cái trú xứ ở đó không cần sướng, mà cần là nó có thích hợp với cái sự phát triển nội tâm hay không. Đó, thứ nhất là người, thứ hai là chỗ, thứ ba là cái pháp môn. Tức là mình theo đuổi pháp môn thì nó nhiều lắm. Thiền chỉ, thiền quán, rồi thiền quán nó gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Thiền chỉ thì có tới 40 điều mục, gồm hợp cái nào phải đi đúng cái đó. Mà thích cái chữ hợp này nó có hai. Một, hợp có nghĩa là mai này mình đắc đạo, đắc thiền bằng cái gì thì cái đó gọi là hợp. Thứ hai, hợp đây có nghĩa là cái pháp môn nào mà mình trong lúc hành trì đó mình thấy có tiến bộ, này có an lạc. Này nhớ nha. Trên thứ nhất á, là người gồm có thầy bạn, hai là chỗ tức là trú xứ, thứ ba là cái pháp môn, và cái thứ tư á, là cái bản thân mình. Bản thân mình á, mình gọi là trú xứ ok, thầy bạn ok, pháp môn ok, nhưng bản thân mình thường xuyên kiểm soát năm quyền của quân bình hay không. Năm quyền là gì? Là tính tấn định định tuệ. Có lúc cái niềm tin nó mạnh quá mà trí tuệ nó bị yếu, hoặc có lúc trí tuệ nó làm việc hết công sức, cái đầu nó ăn rồi nó tính toán đi chi dấu lý, nó nhớ rào, nhưng mà nó thiếu niệm, thiếu định sàng được. Này, nhớ cái đó rất là quan trọng nha. Cho nên là thầy bạn là một, chỗ ở là hai, pháp môn là ba, và cái thứ tư là năm quyền của bản thân, thường xuyên kiểm soát có cái gì thừa, cái gì thiếu, cái gì cần chỉnh sửa. Thì với bốn cái này nè thì hành giả mới có thể đi xa được. Cho nên học kinh, nghe kinh là nghe bằng một cái đầu tỉnh táo, và nó vừa bình tĩnh mà nó vừa sáng. Nghe là cứ ôm khư khư từng chữ thì không có hiểu được kinh nha. Cho nên tổng kết lại nói chung là kinh này nói cái gì, trong kinh này, kinh này nói thế này, đó là chuyện gì đã qua thì nó đã không còn nữa. Chuyện gì chưa tới thì coi như nó chưa có, mà chưa có thì cũng có nghĩa là nó trước mắt là nó không có. Không, đó là cái chuyện mình phải ghi nhớ. Toàn bộ đời sống trăm năm của mình thật ra nó chỉ là từng cái giây phút hiện tại, ngay tại đây và bây giờ. Nếu ngay bây giờ mình không sống thiện, bây giờ tôi nói một câu nữa, nếu ngay bây giờ mà mình sống thiện thì có nghĩa là hôm qua đó mình có một vị lai tốt, và ngày mai mình có một quá khứ tốt. Tôi biết tôi nói này nhiều người cái đầu quan trọng hơn em hiểu, nhưng mà lát về nghe lại. Nếu mà ngay bây giờ này, nếu ngay bây giờ mà mình sống thiện thì có nghĩa là hôm qua mình có một cái tương lai tốt, mà ngày mai mình có một quá khứ tốt. Chỉ thôi, hiện tại là thôi. Còn đằng này mình để mình cứ ăn là cứ nhớ về chuyện quá khứ. Không ai có thể sửa được quá khứ hết. Nhớ, không ai sửa được quá khứ. Nhưng còn cái tương lai nó xa lắm, sao mình can thiệp. Cho nên anh muốn can thiệp quá khứ, can thiệp tương lai, anh làm mơ anh nhớ gì một chữ tại đây, khi anh sống tốt ngay đây nè. Khi mà hôm nay là ngày chủ nhật phải không ta? Hôm nay chủ nhật. Thì nếu mà ngày chủ nhật, đây ngày chủ nhật mà chúng ta sống tốt, có nghĩa là ngày thứ bảy hôm qua đó, chúng ta có một cái tương lai tốt. Bởi vì chủ nhật là tương lai của quá khứ, của thứ bảy đúng không?
Chủ nhật là tương lai của thứ bảy đúng không? Như vậy nếu chủ nhật mà là bữa nay nè mà mình sống tốt thì có nghĩa là ngày hôm qua mình có một cái tương lai tốt. Và ngày mai đó là thứ hai đó thì mình có một cái quá khứ tốt là vì hôm nay mình tu. Cho nên chỉ có một cách giúp cho mình có được quá khứ hiện tại vị lai tốt, chỉ có một cách duy nhất đó là tốt ngay bây giờ. Đó, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, không nghĩ về quá khứ bằng cái ý niệm tôi và của tôi, không nghĩ về tương lai bằng ý niệm tôi và của tôi, mà chỉ nỗ lực là danh sách này sẽ sống nhiều với 25 chứ không sống nhiều với 14. 25 tức là 25 tâm sở lành đó. Bây giờ tôi quải quá, tôi muốn giải thích nữa. Bây giờ tôi nói ai hiểu 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 rồi đi chết đi nha, uống thuốc chuyển kiếp đi nha. Tức là chỉ ghi nhận rằng tôi sẽ sống nhiều với 25 để không có sống nhiều với 14. Về nếu kiếp trước cái danh sách đời trước mà nó sống nhiều với 25 cho nên bây giờ tôi mới được vậy. Còn nếu danh sách đời trước mà nó sống nhiều với 14 cho nên bây giờ tôi bị vậy. Và nếu bây giờ mà tôi tiếp tục sống nhiều với 14 thì kiếp sau tôi sẽ bị vậy. Mà nếu ngay bây giờ tôi sống nhiều với 25 thì kiếp sau tôi sẽ, thì cái danh sách đời sau nó sẽ vậy. Ở đây chỉ toàn là 14, 13 và 25 thôi. À, còn bà con mà không hiểu á thì liên lạc với cái đám nào đám, cái đám admin điều hợp này, hỏi ông Kiên với ông Nhân này, ông này ông giỏi gì cũng biết hết trơn, hỏi hai ông đó cho mày chết. hỏi hai cha đó. Rồi. Cho nên là đầu năm là học bài kinh này nghe nó hơi buồn thiệt, nó khô thiệt, nhưng mà sao đạo Phật dạy mình rất rõ. Đức Phật không có đem cái vị ngọt ra ngày ru ngủ mình, và ngài cũng không hề đem cái đắng cái cay ra ngày dọa mình, nhưng mà ngài chỉ dạy mình thấy như thật, nó làm sao thấy nó như vậy, nhờ vậy con sẽ được giải thoát. Mà khi nào con chưa được giải thoát thì ít nhất con cũng sống trong cái sự bình tĩnh của một người trưởng thành. Đấy, sống làm sao mà biết còn 2 ngày nữa, 1 tuần nữa mà lòng vẫn thanh thản thì đó là cái đời sống đẹp, đời sống thành công. Bây giờ anh có giàu cách mấy, nhưng mà khi anh cầm cái kết quả xét nghiệm của bác sĩ phán là ung thư kỳ cuối mà anh vãi ra quần, đó là anh làm sống bị tệ lắm. Tôi phải nói rằng rất là tệ. Bà con trong rung, tôi không biết bà con trong rung gồm những ai, mà con học cái gì trong đạo ngoài đời tôi không biết. Tôi có xem cái clip về tang lễ của Hòa Thượng Nhất Hạnh ở ngoài Huế, tôi có một chút chạnh lòng. Đó là phải nói đó là một cái đám tang rất đông, đúng không? Đông đảo, ấm cúng, trang nghiêm, cái gì cũng điểm 10 hết, điểm 10 mà 10 cộng á. À. Có một cái tôi cũng hơi tiếc. Trên danh nghĩa là nó là tâm tang. Nhưng mà theo trong kinh Phật á thì cái là do mình chế ha. Chứ tâm tang là sao? Tức là buồn trong bụng chứ không có buồn ra ngoài, đúng không? Gọi là tâm tang, để tang trong bụng thôi. Nhưng mà mình còn có thời gian để mà mình ca hát rồi. Thì tôi không có chê nha, tôi không có chê ai tụng đọc gì hết. Nhưng mà phải nói có những cái nội dung kinh điển nó hay hơn vậy, tại sao họ không chú ý? Đó, tôi chỉ nói vậy thôi nha. Chứ tôi cũng, nó có những nội dung kinh điển hay hơn vậy, thay vì thay phiên nhau im lặng ngồi thiền, im lặng kinh hành. Còn nếu mà cần khai thông cái thanh quản thì kiếm một, có rất là nhiều bài kinh khác, bài kinh mà nó tác động trực tiếp vào cái công phu tu hành nội tâm của mình. Tiếc thì chúng ta phải nói là chúng ta bài nhiều, chúng ta hình thức nhiều nội dung. Và khi chúng ta lo cái vỏ nhiều quá thì cái ruột bị mất đi. Tôi chỉ có thể nhớ chuyện nói chừng chừng về thôi. Thì dĩ nhiên sẽ nói như là bị ném đá rồi đó, chắc là bị ném. Tôi đang chuẩn bị cái thúng tôi hứng nè. Nhưng mà phải nói thêm là cứ nhớ chừng thế này, cơ hội làm người không nhiều, cơ hội gặp chánh pháp không có nhiều, nhớ không? Vui gì thì vui, nhưng cứ nhớ chừng cái câu thần chú này, có nghĩa là tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào, và cái cơ hội quay lại thì hơi hiếm. Cứ nhớ nhiều thôi, mình có thể ra đi bất cứ lúc nào và cơ hội có thể hơi hiếm. Và có bị hỏi tôi một câu nữa, ủa vậy mình niệm vậy mình được cái gì hả sư? Thì nó ok, dễ. Niệm vậy để được cái gì, phải không? Nếu các vị là người siêng học giáo lý thì nhờ cái niệm như vậy các vị sẽ tập trung tranh thủ thời gian để học nhiều hơn. Nếu các vị đang là hành giả tu tín niệm xứ thì nhờ niệm cái câu mà mình sớm muộn gì mình cũng chết đó, thì mình sẽ tu tinh tấn hơn. Và đó là hai lớp. Cái lớp thứ ba là đời đời kiếp sinh ra đó, chỉ cần gặp cái đám tang là tự nhiên muốn bỏ hết đi tu.
như là Bồ Tát Đắc Đạt vậy. Gặp một cái đám cưới là cũng lập tức bỏ đi, như là em trai của Ngài Sa Lợi Phật vậy. Ngài Sa Lợi Phật này có người em trai, mà theo cái tục lệ Ấn Độ thời đó, đó là trưởng tộc đó, sẽ cầm một cái bình nước tưới trên tay của cô dâu chú rể để chúc phúc, mong cho hai đứa răng long tóc bạc, già cỡ như cụ đây, không? Cụ ông cụ bà chúng tôi biết, mà lựa cái người già nhất trong họ đó để mà rót nước chúc mừng cho đôi trẻ. Thì ở trong dòng họ moi ra được bà cụ 120 tuổi. Bà rót rung như này. Bà rót chúc hai cháu được cỡ tuổi bà vậy đó. Vẫn còn nhau, vẫn không mất nhau. Thì lúc đó người em này sẽ là hết liếc qua cái cô vợ mình, trời ơi, thấy bà trẻ măng mới 16, 18 rồi. Mẫn độ đúng lúc đó là lập gia đình sớm lắm, như công chúa Gia Du với Tất Đạt lúc đó lấy nhau mới 16, trẻ măng à. Thì các vị tưởng tượng đi, chú rể liếc qua cô dâu mới 16, 18 mà nhìn qua cái bà rót nước bà quốc một phát 120. Thì gặp mình thì mình thấy chị nó bình thường, kệ nó, bả già là kệ chuyện bả, mà bà xã mình ok thôi đó. Nhưng mà ngay thì xong, ngày tu quá nhiều đời, ngày nhìn bà ngoại rồi nhìn qua bà xã, ngày nghĩ bụng, ngày nói trời ơi, cái bà xã mình cũng đâu có bao lâu nữa rồi bả cũng cỡ này. Ngày nghĩ về ngày quải, ngày mới nói mọi người, ngày nói là cho tôi vô bụi một chút, bụi rậm có thể đang rước dâu qua một quãng rừng vắng mà, ngày nói cho tôi vô bụi một chút. Thì ta tưởng là ngày cần việc riêng vậy đó, nhu cầu cá nhân, người ta chờ ngày đi băng qua rừng mất tiêu luôn, và ngàn thu vĩnh biệt không có trở lại đám cưới đó nữa. Thì cái số phận cô dâu và hai họ mình không biết, chắc họ chờ lâu quá buổi cắn họ cũng đi về thôi. Nhưng mà riêng phần ngài đó thì ngài đi tới thẳng tới chùa, ngài đi tới chùa luôn, ngài đi tới chùa thì ngài mới xin xuất gia. Chuyện dài lắm, chuyện nó dài lắm, tôi chỉ kể tóm tắt. Ngài đi xuất gia và ngài sư huynh của ngài là ngài Sa Lợi Phất có dặn chư tăng là gia đình tôi không có ủng hộ chuyện anh em đi xuất gia, cho nên luật thì quy định là người muốn thọ đại giới phải có cha mẹ đồng ý, nhưng mà nhà tôi thì đừng có hòng, cho nên tôi là huynh trưởng, tôi có quyền thay thế cha mẹ trong chuyện này, cho nên hễ ai mà nói em của tôi thì xin chư tăng làm ơn giúp giùm. Cho nên khi cái chú rể vào nói với chư tăng mình là em này sẽ là bất, thì chư tăng cũng đồng ý đó. Mà tổng cộng lại đó là bà mẹ của ngài Sa Lợi Phất là bà Rupasari đó, bà có 7 người con, trong đó là gồm có ngài Sa Lợi Phất là Upatissá, rồi ngài Upaganta, ngài Mahachunda là 3, ngài Rewata là 4, rồi ba người em gái nữa là Sela Upasela Sisu Pachala. Tổng cộng là 4 trai mà 3 gái là 7 người đều xuất gia làm tăng ni mà chứng la hán hết. 7 vị la hán. Này. Khi mà ngài về lớn tuổi năm mà ngài Sa Lợi Phất 100, khi ngài Sa Lợi Phất được 84 là mẹ ngài lúc cũng khoảng 100 ngoài rồi. Thì ngài mới suy nghĩ, ngài nghĩ bây giờ mẹ ta là mẹ của 7 vị la hán, mà bây giờ mình không thể để mẹ ra đi trong cái thân phận của một người tà kiến được. Cho nên là cái đêm cuối cùng trước khi tịch, ngài về ngài thuyết pháp cho mẹ nghe, độ cho bà chứng sơ quả là coi như chắc ăn rồi đó. Thì ngài mới niết bàn. Đó, các vị thấy rồi, cái phước duyên, mà nhìn người ta là chuyện đời, người ta nhìn nó trái quất, nhưng mà cái người mà tu nhiều đời đó, họ thấy một cái xác chết, thấy một người bệnh, thấy một cái đám ma là người ta đã teo, mà có người họ gặp cái đám cưới họ cũng teo đó. Đó. Hoặc là trong kinh nó Bồ Tát Tất Đạt á. Trong cái đêm mà trung hoàng cung ăn mừng mà bà Gia Du sanh trai đầu lòng là ngài Lao La đó, mà đàn ca hát sướng ăn nhậu vui vẻ, ngài cứ ngồi ngài cứ nhìn ngài nản quá, từ giấc khuya đó ngài đi ngang cái phòng của trung hoàng cung á, ngài đi ra ngoài đó, ngài đi ngang cái phòng này, bây giờ ngài không muốn nhìn cũng phải thấy, không muốn nhìn cũng phải thấy, trời ơi, ba cái thứ nhạc công vũ nữ cung tần nó nằm la liệt như là một cái chiến trường vậy đó. Nó làm nó ngái chạy nước miếng nghiến răng, đứa này gác đứa kia, ngày nhìn ngày nản quá, ngày mới bỏ người đi tu. Và sau đó thanh niên giá xá cũng vậy, là cũng sau một đêm tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, lúc rạng sáng thì công tử giá xá đi ngang một căn phòng, nhìn thấy rồi hồi tối giai nhân mỹ nữ tú lệ diễm kiều bao nhiêu, bây giờ rồi nó nằm phơi xác
thấy ớn quá. Đôi khi đối với nhiều người đó, họ thấy cái cảnh đó là cái cảnh tuyệt vời, nhưng mà ngài nhìn ngài ớn chà đậu quá, rồi ngài bỏ người đi, đi giữa rừng không biết đi về đâu, đi lang thang ngoài đường, đi cắm cắm đầu đi vào cái khu rừng phía trước mà biết đi về đâu. Ngài đi ngài nói thế gian chặt quá, cuộc đời này chặt quá, chứa ta không nổi, đời chặt quá chứa ta không nổi. Thì lúc Đức Phật ngài biết, cái đêm trước đó ngài đã biết rồi, ngài biết chuyện đó sẽ xảy ra, cho nên đầu hôm ngài đã đến khu rừng ngồi thiền suốt đêm. Thì lúc rạng sáng thanh niên giả xá đang đi mà cứ nói vậy đó, cuộc đời chặt quá, chỗ nào chứa được ta. Thì lúc ngài nói giả xá tới đây, chỗ đây không phải chặt, chỗ này không phải chặt. Thì giả xá nghe kêu tên mình là giả xá thấy chịu rồi, thấy biết là bậc tôn sư rồi, tôn sư tiền kiếp rồi. Thì ngài tới thì Đức Phật ngài chỉ nói có ba cái điều bốn chuyện, ngài giả xá lập tức chứng đạo, lập tức chứng đạo. Và sáng hôm sau gia đình đi tìm ngài thì họ cũng gặp ngài, gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp độ cho họ và họ cũng trở thành những bậc thánh, thánh cư sĩ, phải không? Thì tôi chỉ kể cái vị nghe chỉ nó hơi phong thần, phong thần đó. Nhưng mà chốt lại là cái gì? Là làm sao mà đời đời kiếp kiếp sinh ra nó cái khả năng buông bỏ của mình nó nhạy, nó phải nhạy mới được. Bởi vì trong kinh nói ngựa nó có nhiều loại ngựa, nó có những con ngựa mình chỉ dỗ nhẹ là nó chạy. Có những con nó thấy cái văng rồi giờ lên nó mới chạy, có con quất nó một rồi nó mới chạy, và có những con đập chết nó cũng không chạy. Thì trong kinh nó có những người mà họ chỉ nghe pháp một câu là họ theo đạo, họ nhìn cái cảnh đời nó nhẹ nhẹ thôi là họ bỏ hết. Rồi có hạn là nó phải nhìn thấy cái khổ của ai đó cụ thể, của người quen, của bạn bè nó mới tu. Rồi có hạn đó là nó phải đợi cái chuyện nó xảy ra trên đầu của nó, trong dòng họ, trong gia đình ruột thịt gần gũi nó mới chịu tu, phải không? Rồi có hạn cuối cùng là trời sập xuống nó cũng không thèm tu. Thì mình hồi đó tôi coi kinh tôi thấy chắc cái hạn thứ tư này chắc hiếm lắm. Mà tới hồi tôi dòm lên thế giới bây giờ là 99,9% toàn là có loại ngựa thứ tư không à. Nghĩa là trời sập xuống nó vẫn coi như đắp màn, nó tiếp tục. Còn cái hạn mà thứ ba là mình thấy nó dòm thật ra nó rất là khá. Khá lắm, nghĩa là nó đợi cái chuyện mà xảy ra trên đầu của nó. Tại tôi biết có nhiều người nhờ vào cái nền y tế mà nó hơi có một chút lạc hậu của Việt Nam đó, cho nên là giúp được nhiều người đến với đạo thì biết không, tức là con người ta đang khỏe mạnh vô bác sĩ khám sao biết nó ra tám thứ bệnh mà toàn bệnh chết không à, ung thư rồi tim mạch rồi cao máu tiểu đường rồi tùm lum hết, mà nhờ cái đó người ta về hết hồn, ta lo tu xong thời gian phát hiện ra là cái xét nghiệm nó sai. Đó. Cho nên làm gì mình cũng nhiều khi mình cũng cảm ơn những nghịch cảnh à, chứ chỉ nhờ cái phiếu xét nghiệm đó nhờ vậy họ mới chịu tu. Nếu mà cái phiếu xét nghiệm đó mà tốt đẹp chắc họ cũng không tu đâu, nhưng mà nhờ cái phiếu xét nghiệm nó ra kết quả thì ghê quá nè, cho nên người ta mới hết hồn ta tu. Tới lúc mà tôi quen được rồi sao ta chờ hoài không thấy nó chết, từ lúc là coi như nó đắt rồi. Bởi vì tôi nhớ bên Trung Quốc, ở bên châu Phi có một lần nó nguyên phái đoàn mà bác sĩ thiện nguyện mà săn phong tre của thế giới đó, săn phong tre là cái gì ta, là không biên giới, nó qua nó dựng lều dựng trại nó chữa bệnh cho dân châu Phi. Bữa đó nó đang cứu cấp cứu một cái người dân bản xứ mà coi như hấp hối tàn áp vậy, mà cái điện tâm đồ nó chạy bập tắt, trời đó cô, gia đình nó khóc quá chừng luôn, gia đình nó coi như là chết. Các bác sĩ người Trung Quốc nó không sao, cái máy Trung Quốc nó hay mày mất điện bất tử nó sao. Cái đồ Trung Quốc nó vậy, nhưng mà nhờ vậy đó thì nhờ những cái cảnh sóc nhẹ nhẹ vậy đó người ta tu, sóc nhẹ nhẹ người ta tu. Cho nên là ok, chúc quý vị một ngày vui, và dù sao thì cũng phải bắt chước thiên hạ một lần này một chút. Chắc bắt chước chúng là đầu xuân, chúc các vị vạn sự cát tường à, mà ý như vạn sự à, nghĩa là thay vì muốn gì cũng được thì thay vì ý như vạn sự nhí thì nên ý như vạn sự, chuyển đời ra ra sao thì mình cũng ok. Và mong rằng năm tới, trong năm 2020, năm nay quên cha lo chánh niệm niệm tùm lum quên niệm cái năm tháng 22 hết ta, 22 à, bà con tu tốt hơn, và đặc biệt là Kalama sớm được gọi là đi vào hoạt động để gặp nhau bên đó, để bà con thấy rằng là mình đời tu cũng có nhiều lựa chọn, một ít tiền thôi là mình đã có thể đi sang một cái sự Phật giáo mà bốn bề hành giả đông như quân nguyên. Và đương nhiên là tôi cũng có một cái ước mơ nhỏ nhỏ là bà con khi đặt chân vào các thiền thất đó, bà con thấy là hình như
Ở Miến Điện không có một cái chỗ nào mà cái toilet nó sướng như ở Calama. Tôi dưới mê cao quá thôi. Mong các bạn khen ba điều. Điều thứ nhất là ở chỗ này không bị kẹt trong các truyền thống. Có nghĩa là vào đây khóa này thì ba ao, khóa sau là Sumin, khóa kế là Upanita. Thì khóa cái Calama không có nhốt tù ai hết. Không? Là Calama là tu thả cửa. Thứ hai, các vị phải khen rằng Calama đi cầu sướng thiệt, bởi vì sạch. Tôi chủ trương toilet phải rộng, khô và sạch. Sạch đây nghĩa là không có mùi, khô là không có ẩm. Mà rộng có nghĩa là bà con có thể nhắm mắt tắt đèn, quơ tay quơ chân, không có bị va đụng. Phòng ốc không có, dĩ nhiên mình phải hy sinh. Muốn toilet rộng thì cái phòng ngủ bà con phải chặt chút. Nhưng mà bà trời ơi, để hành thiền bà ngại đi kinh hành lắm, mà thấy bà nội được cần gì cái phòng rộng, cái toilet phải rộng. Tôi là người vẽ cái đó đó. Tôi là người vẽ cái đó, thì cái đó đâu phải là cái kiến trúc sư, mà tôi đề nghị ngay đầu tôi vẽ thử, tôi nói cái này phải toilet phải rộng, đặng lỡ mà bà con có nhu cầu bà con cứ đem cái ghế bố vào toilet nằm luôn. Ví dụ như vậy, nghĩa là toilet nó rộng, nó được hai cái lợi: một là sinh hoạt cá nhân thoải mái, hai là giả dụ như mà mình có nhu cầu thì mình có thể sinh hoạt luôn trong đó cũng được này. Cho nên là mong sớm gặp bà con ở Calama. Và đương nhiên là cũng phải nói câu khó nghe, đó là nhiều người hỏi hiểu lầm là chúng tôi tại sao không có tặng sách mà đem bán. Dạ thưa, tặng thì có nhiều bà con mà không có khả năng xài máy, cầm máy iPad mệt, cầm cuốn sách giấy nó tiện hơn. Thứ hai, chúng tôi cũng chủ trương tuyệt đối không có kêu gọi bà con cho, với cái điều kiện hiện tại thì Calama có nhiều làm bao nhiêu, nhưng tất cả tiền bán sách là đổ dồn cho mấy cái cốc đó, mấy cái cốc đêm và mấy cốc ngày. Cốc ngày có nghĩa là cốc đêm, cái cốc đêm là cốc mình ngủ, còn cốc ngày là mấy cốc mà mấy cái thạch đăng á, mấy thạch đăng thường nó nhỏ để nó đốt đèn, rồi đằng này là nó mỗi cạnh 2 mét để bà con có thể ngồi trong đó, đứng trong đó, nằm trong đó. Chỉ khi nào lạnh lắm mới về cốc, phải về phòng thôi. Còn nếu mà nhiệt độ thời tiết ok thì mình cứ xách cái túi ngủ vô trong cái thạch đăng, mình ngủ cho nó sáng. Trước mắt là chúng tôi dự trù được 8 cái thạch đăng, mà cái phần đó 8 cái thạch đăng đó toàn bộ là từ sách Calama ra, chỉ có sách của Calama lấy tiền cái bán sách làm 8 thạch đăng đó. Còn cốc hành giả thì trước mắt mình được 8 cái, mình mốt tính sao. Mà Miến Điện thì đang mở cửa rồi, Miến Điện rục rịch mở, tôi mừng lắm. Và tôi đang theo dõi là sắp tới đây, tháng sau có một phái đoàn Việt Kiều từ Mỹ về Chicago, tức là ở Sagan Hill á, Sagan Hill kém Mandalay, là họ về đó. Và tôi có thấy các vị đừng nghĩ tôi mê Facebook, mà tôi lên tôi dò tin tức bà con, dò những cái tin tức mà cần thiết thôi. Thì tôi thấy trong đó có rục rịch một số cái Facebook cho biết tin vui là Miến Điện đang mở dần đấy. Và còn nhiều chuyện muốn chia sẻ bà con về trung tâm Calama cũng rất là vui, nhưng mà không nói trước hay sớm. Chỉ mong là chúng ta sớm gặp nhau để với các vị khen rằng toilet của Calama tuyệt vời. Okay. Chúc các vị một ngày vui. Con tri ân sư, kính chúc sư nhiều sức khỏe.